Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 226, không phải kiếm tiên, giết. Hả? Diệp Huyên cảm thấy hơi khó hiểu. Cửu Lâu chủ trầm giọng nói, ta nhận được tin tức từ bên tổng bộ, sợ là học viện thương mộc và thế giới ngầm sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, một vị kiếm tiên cũng không thể ép được bọn chúng sao? Cửu Lâu chủ lắc đầu, ép được, thế nhưng không ép được bên phía trung thổ thần châu. Nói tới đây, ông ta dừng lại vài giây mới nói tiếp, lâu chủ túy tiên lâu ở Thanh Châu truyền tin cho ta, nói là rất có thể thế giới ngầm và học viện thương mộc sẽ làm ra hành động lớn, sư tôn ngươi cần phải cẩn thận đó. Kiếm tiên dù mạnh, dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là vô địch. Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu đáp, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Còn nữa, xin tiền bối và quý lâu giúp đỡ tìm hiểu tin tức thêm, nếu có tin tình báo gì thì hãy lập tức nói cho ta biết. Cửu Lâu chủ gật đầu, đương nhiên rồi, túy tiên lâu chúng ta vẫn luôn chú ý tới việc này. Còn nữa, tốt nhất tiểu hữu hãy nhắc nhở sư tôn ngươi, để nàng chú ý đề phòng, bởi vì rất có thể đám người kia sẽ không tới một cách quang minh chính đại đâu. Chắc chắn bọn chúng sẽ lén lút tới đây, đặc biệt là thế giới ngầm, đám người này toàn là sát thủ, chắc chắn sẽ không lộ mặt ngoài sáng đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Cửu Lâu chủ gật đầu, tiểu hữu hãy bảo trọng. Còn nữa, bên trên có nhắn nhủ, nếu như sư tôn ngươi cần giúp đỡ, chỉ cần nói một câu, túy tiên lâu ta nguyện phái cường giả bên trên vạn pháp cảnh từ trung thổ thần châu chạy tới. Lôi kéo. Lần này không chỉ đơn thuần là lôi kéo Diệp Huyên mà là lôi kéo vị kiếm tiên đứng sau lưng Diệp Huyên. Quản lý của túy tiên lâu chắc chắn không hề ngu ngốc, bọn họ chắc chắn sẽ lôi kéo một vị kiếm tiên và một thiếu niên tương lai có thể trở thành kiếm tiên. Hơn nữa có thể sẽ phải đánh đổi khá lớn. Diệp Huyên lại ôm quyền, cảm ơn ý tốt của quý lâu, nhưng ta không làm chủ được chuyện này, ta phải trưng cầu ý kiến của sư tôn ta đã. Cửu Lâu chủ cười đáp, ta biết rồi. Ông ta đương nhiên hiểu kiếm tiên không thích nợ ơn huệ của người khác, nếu như không có sư tôn của Diệp Huyên đồng ý thì bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ, phái người tới giúp đỡ. Một lúc sau, Cửu Lâu chủ rời đi. Chỉ có mình Diệp Huyên ở trong điện Thương Lan. Diệp Huyên xoay người lại đi tới rừng trúc ở sau núi, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào tầng một tháp giới ngục. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, có kẻ định tới đánh người, suy nghĩ của người về việc này như thế nào? Chắc chắn là hắn cũng cảm thấy hoảng hốt rồi, đối phương biết rõ có một vị kiếm tiên ở đây nhưng vẫn muốn tới, vậy chắc chắn cấp độ của người tới đã vượt qua cả đám lão kỷ. Hiện giờ chắc chắn bốn người bọn họ không thể đánh lại được kẻ này. Hồi lâu sau cũng không ai trả lời. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, lần này có thể sẽ có những kẻ vô cùng lợi hại tới đánh người, người không lo lắng sao? Đúng lúc này, một trang giấy trắng từ lầu hai bay tới. Diệp Huyên phóng kiếm ý ra ngoài, thông qua kiếm ý, hắn cảm nhận được thứ được vẽ trên trang giấy. Bên trên trang giấy toàn bộ là hình móng vuốt. Hình móng vuốt chằng chằng chịt chịt. Mặt Diệp Huyên đen lại, cái này là có ý gì vậy? Chát. Lúc này, không hề có dấu hiệu gì báo trước, Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài, cuối cùng đập mạnh lên trên vách tường. Diệp Huyên bò dậy, trên mặt hắn có thêm một hình móng vuốt. Đúng lúc này, có một trang giấy nhẹ nhàng từ tầng 2 bay tới, bên trên vẫn toàn là những hình móng vuốt. Cơ mặt Diệp Huyên giật giật, đại thần, ta không hiểu thật mà, ta. Chát. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, Diệp Huyên lại bay ra ngoài. Một lúc sau, Diệp Huyên lại bò dậy, hắn vừa đứng dậy thì lại có một trang giấy bay tới trước mặt hắn, bên trên vẫn đầy những hình móng vuốt như trước. Diệp Huyên tức giận nói, móa, ai nhìn mà hiểu được chứ? Ngươi không thể viết mấy chữ được sao? Toàn là hình móng vuốt, ai mà hiểu con mẹ nó được cơ chứ, ngươi? Chát! Diệp Huyên lại bay ra ngoài. Đại thần, đừng đùa nữa. Thanh Châu, Đại Vân Cảnh. Học viện Thương Mộc. Trước điện Hạo Nhiên, hai ông lão im lặng đứng đó, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen, bề ngoài hai người rất giống Na Hu. Hiện giờ hai người đang ngẩng đầu lên nhìn chuôi kiếm màu lục ở trên điện Hạo Nhiên. Ở sau lưng hai ông lão đó chính là đám người Mạc Thanh Huyền. Không biết bao lâu sau, ông lão áo trắng nói khẽ, kiếm của người này cho dù sắc bén nhưng không hề có kiếm ý, hoặc có thể là kiếm ý đã tiêu tán. Kiếm ý đã tiêu tán chứng tỏ có thể người này không phải là kiếm tiên, mà là một vị kiếm hoàng. Không phải là kiếm tiên.
Đám người Mạc Thanh Huyền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ông lão áo trắng. Ông làm áo đen bên cạnh ông lão áo trắng gật đầu, học viện thương mục chúng ta gần như có biết hết toàn bộ kiếm tiên ở trung thổ thần châu, chúng ta chưa từng nghe tới người này, chắc hẳn không phải là một vị kiếm tiên. Ông lão áo trắng gật đầu, nếu như không phải kiếm tiên vậy thì chắc chắn phải giết. Ông lão áo đen gật đầu, giết đi. Chương 227, thi thể kiếm hoàng. Không phải là kiếm tiên. Hiện giờ trong lòng đám người Mạc Huyền Thanh đều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Phải biết sở dĩ học viện thương mục kiêng kỵ như vậy là bởi vì bọn họ cho rằng chủ nhân của một tơ kiếm đó là một vị kiếm tiên. Kiếm tiên. Đương nhiên là bọn họ kiêng kỵ rồi, à, phải nói là e sợ. Nhưng nếu không phải kiếm tiên thì sao? Vậy còn kiêng kỵ cái gì? E sợ cái gì? Hiện giờ chiến ý của toàn bộ thành viên học viện thương mục dâng cao. Lúc này ông lão áo trắng đột nhiên quay người lại, người của thế giới ngầm có tới không? Mạc Huyền Thanh đang định nói gì thì đúng lúc này, ông lão áo trắng và ông lão áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở đó có một ông lão đạp lên gậy trúc, bay tới nơi này. Ông lão đó mặc một bộ áo dài màu vàng tím, trên bộ áo dài có những hình quỷ không biết tên, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh sau đó ông lão hạ xuống trước mặt đám người Mạc Huyền Thanh. Ông lão quan sát ông lão áo trắng và ông lão áo đen ở bên dưới điện hạo nhiên, mỉm cười nói, hóa ra là hai vị tôn lão của học viện thương mộc. Ông lão áo trắng ôm quyền, các hạ là. Ông lão kia lắc đầu cười đáp, chắc hẳn hai vị phải hiểu quy định của thế giới ngầm chúng ta chứ, chỉ có người chết mới biết được tên của chúng ta thôi. Sát thủ thế giới ngầm. Sát thủ thế giới ngầm có một quy định ngầm hiểu với nhau, đó là chỉ có người chết mới có thể biết tên của bọn chúng. Ông lão áo trắng nhìn ông lão cầm gậy trúc trên tay, hiện giờ đi luôn sao? Ông lão cầm gậy trúc mỉm cười, chờ đã, phải đợi một người nữa. Ai vậy? Ông lão áo trắng hỏi. Ông lão cầm gậy trúc ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, cười đáp, một vị kiếm tu. Kiếm tu? Hai mắt ông lão áo trắng nhắm lại. Hiển nhiên chắc chắn không phải là một vị kiếm tu bình thường. Lúc này ông lão áo đen đột nhiên lên tiếng. Nếu như chém giết được người kia thì phân chia chiến lợi phẩm như nào? Ông lão đứng trên gậy trúc mỉm cười, thế giới ngầm chúng ta chỉ cần thi thể của nàng, kim đan bản nguyên thì thuộc về học viện thương mộc các ngươi, nếu như nàng còn có bảo vật gì khác thì đều lúc đó hai bên chia đều, sao hả? Ông lão áo trắng im lặng. Thi thể. Thi thể một vị kiếm cấp bậc kiếm hoàng có giá trị rất cao. Phải nói là giá trị liên thành, đặc biệt là đối với những kiếm tu. Nó có giá trị nghiên cứu rất lớn. Tương tự như vậy, kim đan bản nguyên trong cơ thể cũng rất quý giá. Cho dù nó không quý giá bằng kim đan bản nguyên của kiếm tiên nhưng cũng rất quý hiếm rồi. Một hồi sau, ông lão áo trắng gật đầu, được. Ông lão cầm gậy trúc cười nói, vậy thì không có gì khác nhau, chờ vị kiếm tu kia tới thì sẽ đi đến Thanh Châu. Chỉ là những người hộ đạo kia. Ông lão áo trắng bình thản nói, đều đã chuẩn bị tốt. Học viện thương mộc chúng ta vẫn có chút tình mọn đó. Khóe miệng ông lão đứng trên gậy trúc khẽ cong lên, như vậy thì tốt. Thanh Châu. Học viện Thương Lan, phía sau núi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng ở dưới đất, vô số kiếm ý và kiếm mang đang tập trung quanh người hắn. Kiếm nhãn. Mấy ngày qua hắn đều điên cuồng tu luyện kiếm nhãn, đối với hắn thì hiện giờ việc cấp bách nhất chính là tu luyện được kiếm nhãn. Đáng tiếc là chuyện này rất khó. Hắn muốn tụ kiếm ý và kiếm mang đến hai mắt thì nhất định phải nén nó tới cực hơn nữa còn phải hoàn toàn khống chế được kiếm ý và kiếm mang, đó là vấn đề khó khăn nhất, cũng là nguyên nhân thất bại của mấy lần trước đó. Cũng may thân thể hắn đủ mạnh mẽ, có thể chịu được kiếm ý và kiếm mang tàn phá. Phải nói chắc chỉ có những kiếm tu thân thể rất mạnh mẽ như hắn thì mới có thể tu luyện được kiếm nhãn. Ở một nơi khác, trước vách núi, Bạch Trạch điên cuồng va chạm lên vách núi. Phần vách ở chân núi đã bị hắn va chạm tới biến dạng. Không biết va chạm được bao lâu thì y ngừng lại, nằm ở trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Trên người y, cơ bắp gồ lên, gân xanh như những con rắn nhỏ, không ngừng động đậy, nhìn qua thì khá đáng sợ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Bạch Trạch lấy một chiếc bình ngọc trắng ra, bên trong là đan tôi thể. Một viên giá trị chừng 300.000 kim tệ. Diệp Huyên mua cho y bình đan dược này. Tổng cộng có 20 viên. Bạch Trạch nhìn chiếc bình ngọc trắng trên tay, ánh mắt trở nên khá phức tạp. Cho dù thỉnh thoảng Diệp Thổ Phỉ sẽ say rượu,
nhưng hắn luôn quan tâm tới y, Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi, ba người bọn họ ngoài tu luyện thì chỉ cần tu luyện, mọi chuyện còn lại đều do Diệp Huyên xử lý giúp bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân cấp thiết nhất khiến bọn họ muốn mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn họ không muốn tất cả mọi chuyện đều do Diệp Huyên gánh vác. Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau đối mặt. Muốn cùng nhau đối mặt thì chỉ có cách mạnh mẽ hơn, cố gắng mạnh mẽ hơn, nếu không thì không chỉ sóng vai được cùng nhau mà còn sẽ trở thành gánh nặng. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó ăn một viên đan tôi thể vào trong. Chừng 15 phút sau, y đứng lên, sau đó lại xông tới và vào vách núi. Ầm, toàn bộ vách núi đều chấn động. Cứ kéo dài như vậy không biết bao lâu sau. Ầm. Đột nhiên có một lần Bạch Trạch va vào khiến vách núi ầm ầm sụp đổ, thân thể y cũng bị bắn ngược ra phía bên ngoài. Ầm. Y khiến trên mặt đất xuất hiện một cái hố rất lớn, rất sâu. Trong hố sâu, Bạch Trạch như đang lên cơn động kinh, cơ thể không ngừng co giật, gân xanh trên người y bắt đầu rung lên liên hồi. Không chỉ như vậy, mạch máu dưới da cũng bắt đầu phồng lên, chuyện này kéo dài chừng nửa canh giờ. Gừ. Trong hố sâu, Bạch Trạch đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó cả cái hố bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Chừng 15 phút sau, Bạch Trạch đột nhiên nhảy ra khỏi cái hố sâu, hiện giờ thân thể của y to hơn trước hẳn một vòng. Quan trọng nhất chính là y đã đạt tới thông u cảnh rồi. Ngoài đó ra, có một luồng sức mạnh cuồng bạo, thần bí vần quanh thân thể Bạch Trạch, mà hiện giờ hai mắt y không hề giống như mắt con người nữa rồi, nó giống mắt dã thú hơn. Không biết bao lâu sau, hai tay Bạch Trạch chậm rãi siết lại, cuối cùng ta đã kích hoạt được huyết mạch chi lực rồi. Đi đánh cho Diệp Thổ Phỉ một trận, đánh bại hắn thì ta sẽ là đại ca. Nói xong, y đi thẳng tới rừng trúc Diệp Huyên đang ở. Chương 228, kiếm tiên tỷ tỷ, lại có người tới đánh ngươi nè. Rất nhanh y đã đi tới rừng trúc, y đang định tiến vào tìm Diệp Huyên thì đột nhiên dừng lại. Hiện giờ quanh người Diệp Huyên đang tỏa ra một luồng kiếm ý và kiếm mang vô cùng kinh khủng, đặc biệt là trong đôi mắt hắn, hai luồng kiếm ý và kiếm mang xen lẫn vào nhau như hai tia sét vậy, vô cùng đáng sợ. Ngoài đó ra, kiếm liên tú lơ lửng bên cạnh Diệp Huyên cũng đang chấn động liên hồi, uy lực tỏa ra từ bên trong không ngừng xoắn nát không khí xung quanh. Thấy cảnh tượng này, sau khi do dự hồi lâu, Bạch Trạch thì thào với bản thân mình, Diệp Thổ Phỉ sống rất được mà, vẫn nên đi đánh Mặc Ngu Ngốc thì hơn. Nói xong y xoay người rời khỏi. Rời đi không chút do dự. Chỉ chốc lát sau, Bạch Trạch đã đi tới dưới một vách núi. Y ngẩng đầu lên, có một bóng người linh hoạt như một con vượn, không ngừng nhảy tới nhảy lui ở trên vách đá. Chính là Mạc Vân Khởi. Vách núi dốc thẳng đứng, nhưng Mạc Vân Khởi như đang đạp lên đất bằng vậy, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, tựa như một cơn gió. Bạch Trạch đột nhiên hô lên, Mạc Ngu Ngốc, xuống đây đấu với ta nào. Trên vách núi đá, Mạc Vân Khởi dừng lại đôi chút, ngay sau đó, thân thể hắn lóe lên, tiến tới trước mặt Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi quan sát Bạch Trạch, đang định nói gì thì Bạch Trạch xông tới đấm một cú. Ầm. Mạc Vân Khởi bất ngờ không kịp đề phòng bị một đấm này đánh bay, nhưng thân thể hắn lóe lên trên không trung vài cái, cưỡng ép xóa bỏ lực lượng cú đấm của Bạch Trạch. Đó chính là dùng tốc độ để giảm lực lượng. Sau khi hạ xuống dưới đất, Mạc Vân Khởi nhìn về phía Bạch Trạch, giận dữ hô to con, có phải là ngươi lại ngứa ra rồi không hả? Ngươi! Đúng lúc này, Bạch Trạch đột nhiên xông về phía Mạc Vân Khởi. Sắc mặt Mạc Vân Khởi thay đổi, đậu xanh, ông đây đánh chết ngươi. Nói xong thân thể hắn ta run lên, hóa thành từng tàn ảnh bắn về phía Bạch Trạch. Chẳng mấy chốc, hai người đã đánh nhau tơi bời hoa lóa. Lực lượng của Bạch Trạch nghiền nát Mạc Vân Khởi hoàn toàn. Nhưng tốc độ của Mạc Vân Khởi cũng nghiền nát Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi rất thông minh, không đối cứng với Bạch Trạch, chỉ đánh du kích, vì vậy trong thời gian ngắn hai người không thể phân chia thắng bại được. Ở một nơi khác, trong rừng trúc, Diệp Huyên vẫn ngồi xếp bằng ở dưới đất, hai mắt nhắm chặt lại, thân thể run rẩy không ngừng, không biết kéo dài bao lâu sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, hai luồng kiếm mang như hai tia sét, bắn ra phía bên ngoài. Phụt. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những cây trúc trong phạm vi vài chục trượng trước mặt Diệp Huyên vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Diệp Huyên thì ngã thẳng xuống dưới, ngay khi hắn nhắm mắt lại, có hai luồng kiếm ý vô tận và kiếm mang trộn lẫn vào nhau dần ngưng tụ lại. Kiếm nhãn. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng hắn đã tu luyện thành kiếm nhãn rồi.
Có thể nói kiếm nhãn là công pháp, cũng là kiếm kỹ. Về phần chiêu thức nhất kiếm định hồn nhắm vào linh hồn thì tạm thời hắn vẫn chưa định tu luyện. Tham thì thâm, trước tiên tu luyện kiếm nhãn tới cực hạn mới là vương đạo. Kiếm kỹ không chú trọng nhiều mà phải tinh thông. Không biết nghỉ ngơi thêm bao lâu nữa, Diệp Huyên từ từ ngồi dậy, khi hắn định tu luyện tiếp thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là Cửu Lâu Chủ. Sắc mặt Cửu Lâu Chủ vô cùng gấp rút, tiểu hữu, Túy Tiên Lâu Thanh Châu truyền tin tức tới, cường giả của Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đã chạy tới Thanh Châu rồi, chắc hẳn đó là cường giả ở Trung Thổ Thần Châu chạy đến. Diệp Huyên đứng lên, đã tới rồi sao? Cửu Lâu Chủ trầm giọng nói, lần này chắc chắn bọn chúng nhắm vào sư tôn ngươi, tiểu hữu, sư tôn ngươi có cần giúp đỡ hay không? Giúp đỡ? Diệp Huyên cười khổ. Đến bây giờ cô gái bí ẩn chưa từng đáp lại hắn một câu nào. Hắn cũng không biết nàng có cần giúp đỡ hay không nữa. Đúng lúc này, một luồng uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ núi Thương Lan. Luồng uy áp này xuất hiện, sắc mặt Cửu Lâu Chủ lập tức thay đổi. Tới nhanh như vậy sao? Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có bốn người xuất hiện giữa không trung. Một ông lão áo đen, một ông lão áo trắng, một người đàn ông trung niên đeo đại kiếm, một ông lão chân đạp gậy trúc. Cả bốn người đều vượt qua vạn pháp cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên sầm mặt lại, trong lòng hỏi kiếm tiên tỷ tỷ. Có kẻ tới định đánh người nè, người thấy chuyện này sao hả? Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên, một thanh kiếm trong đỉnh tháp giới ngục khẽ run lên. Ngay lập tức, toàn bộ tháp giới ngục run lên, dường như gặp động đất vậy. Thất khiếu của Diệp Huyên lập tức chảy máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 229, ta chỉ biết Học viện Thương Lan. Thấy thất khiếu Diệp Huyên trào máu, Cửu Lâu Chủ thất kinh tiểu hữu. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng khoát tay, không sao. Cửu Lâu Chủ hỏi với vẻ ngần ngừ, tiểu hữu đây là. Diệp Huyên đành cười khổ, gặp chút vấn đề trong lúc tu luyện, không có gì đáng ngại cả. Cửu Lâu Chủ tỏ vẻ nghi ngờ. Tu luyện kiểu gì mà đến mức thất khiếu đổ máu thì cũng kinh dị quá đấy. Diệp Huyên để tinh thần mình chìm vào cơ thể tiền bối, là người làm ư. Không một câu trả lời nào được đưa ra khiến hắn có chút lúng túng. Trên không trung, ông lão áo trắng của Học viện Thương Mộc nhìn Cửu Lâu Chủ, người của Túy Tiên Lâu. Cửu Lâu Chủ hỏi lại, các hạ là. Ông ta nhàn nhạt đáp, Túy Tiên Lâu cũng muốn nhúng tay vào chuyện này. Học viện Thương Mộc đương nhiên sẽ không khinh thường một thế lực hùng mạnh ở Trung Thổ Thần Châu như Túy Tiên Lâu. Nếu họ muốn nhúng tay, Thương Mộc vẫn phải kiêng kỵ. Những lời của ông ta đẩy Cửu Lâu Chủ vào tình thế khó xử. Túy Tiên Lâu bằng lòng bỏ ra một cái giá lớn để lôi kéo một vị kiếm tiên và Diệp Huyên nên tất nhiên muốn đứng về phe hắn, nhưng tiền đề là sư tôn của Diệp Huyên phải chịu mở miệng trước, bằng không Túy Tiên Lâu cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì tiền đặt cược quá lớn. Thấy Cửu Lâu Chủ nhìn sang, Diệp Huyên lau vết máu bên khóe môi đi tiền bối tạm lánh trước đi. Túy Tiên Lâu đã vô cùng chu đáo rồi. Cửu Lâu Chủ còn do dự muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã lên tiếng, nếu chúng ta thật sự cần gì thì sẽ không khách khí với tiền bối. Hiện giờ tiền bối tạm thời lánh đi trước đã, chuyện này để sư đồ chúng ta giải quyết. Cửu Lâu Chủ thở dài, tiểu hữu, lệnh sư nếu cần gì chỉ việc nói một câu, Túy Tiên Lâu ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Nói xong thì xoay người biến mất. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi đi đến bên Diệp Huyên. Nhìn thấy bốn người trên không trung, sắc mặt cả ba đều trầm như nước vì những người đó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm nhận thức của họ. Ông lão áo trắng quan sát bốn người trẻ tuổi, nhẹ giọng nói, bốn đứa này không tệ. Ông lão áo đen kế bên gật gù, quả vậy. Ông lão đứng trên cây gật trúc cũng mỉm cười nhìn Bạch Trạch, không ngờ lại có người sở hữu thân bán yêu. Lại còn có thể kích phát sức mạnh từ huyết mạch ở đây. Tuy chỉ mới đến thông u cảnh nhưng e là thần hợp cảnh cũng không thể đả thương y. Ông lão áo trắng gật đầu, đúng vậy. Sức mạnh thể xác này là đạt tiêu chuẩn, thêm cả sức mạnh từ huyết mạch, có thể xem như ưu tú. Ánh mắt ông ta nhìn sang Mạc Vân Khởi khiến hắn ta vội vàng thẳng lưng lên. Không có gì tốt. Những lời này khiến Mạc Vân Khởi suýt nữa nổi đóa. Ông lão áo trắng toan rời mắt đi bỗng nhiên tập trung nhìn lại, lần này kinh ngạc thốt lên, thể chất đặc biệt. Ồ, đây là thể chất khinh linh. Thể chất khinh linh.
Ba người còn lại trên không trung đều nhìn Mạc Vân Khởi đầy ngạc nhiên. Trên thế giới này có một vài người khá đặc biệt, điểm đặc biệt này có khi nằm ở thiên phú, có khi lại là thể chất. Có một vài dạng thể chất đặc biệt khi tu luyện có thể làm ít công to. Tỷ như thể chất khinh linh của Mạc Vân Khởi, nếu tu luyện vài công pháp khinh công thì gọi là nghịch thiên cũng không ngoa. Ông già trên gậy trúc bỗng cười nói, ngươi có đồng ý gia nhập thế giới ngầm chúng ta không? Nếu có, hôm nay tha cho tội chết. Hiển nhiên ông ta cho rằng Mạc Vân Khởi thích hợp làm sát thủ. Cũng phải, nếu hắn ta tu tập những công pháp bí hiểm kia thì sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Hành động công khai mời chào của ông già trên gậy trúc khiến hai người áo trắng áo đen sửng sốt nhưng nhanh chóng hòa hoãn lại. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Bạch Trạch. Ông lão áo trắng lên tiếng, ngươi có đồng ý gia nhập học viện thương mộc chúng ta không? Nếu có, hôm nay tha cho tội chết. Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi vốn không ngờ mình sẽ được chào mời bên ngây ra như phỗng rồi liếc nhìn nhau. Cuối cùng Mạc Vân Khởi ngẩng đầu nhìn ông lão đứng trên gậy trúc, nhe răng tuét miệng, tuy ta sợ chết và cũng không muốn chết nhưng bảo ta phản bội học viện thương lan ư. Không đời nào. Bạch Trạch gật đầu phụ họa, ta chỉ biết học viện thương lan. Vì nơi ấy chính là nhà của họ. Ông lão trên gậy trúc lạnh nhạt nói, ở lại đây chỉ có một con đường chết. Lấy thiên phú của hai người, về sau nhất định tiền đồ sáng lạn. Bạch Trạch ngó sang ông bạn, Mạc ngu ngốc. Người nói với bọn họ là ông đây sẽ không rời khỏi học viện thương lan rồi bảo họ cút đi. Mạc Vân Khởi sừng sộ, má, người ta ở ngay đó, ngươi còn bảo ta chuyển lời làm gì? Bạch Trạch lạnh lùng đáp, ông đây không thích nói với họ. Mạc Vân Khởi. Chương 230, kiếm đến. Trên không trung, ông lão áo trắng lắc đầu, nếu đã không biết quý trọng cơ hội này thì hóa thành cát bụi đi. Ông già trên gậy trúc cũng đồng tình, cũng không bắt buộc. Thiên tài vẫn còn nhiều mà. Lúc ấy, ông lão áo đen và ba người còn lại đồng thời nhìn sang Kỳ An Chi. Nàng ta mặt không cảm xúc nhìn lại, còn nhàn nhã cầm bánh bao ra ăn. Một chốc sau, ông lão áo trắng gật đầu, cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại lĩnh ngộ được đạo ý. Sắc mặt bốn người họ trở nên nghiêm trọng. Không có thiên phú đặc biệt nhưng lĩnh ngộ được đạo ý, trông thì bình thường nhưng thật ra lại bất thường. Kỳ An Chi chỉ dùng thiên phú tầm thường nhất mà đi được đến đây đã chứng tỏ tâm tính lẫn nỗ lực của nàng ta đều đứng đầu. Mà người như vậy thường mới là những người đáng sợ nhất. Ông lão áo trắng quan sát nàng ta hồi lâu, ta cho rằng ngươi cũng sẽ không rời khỏi học viện thương lan. Cũng được, chúng ta không phải phí miệng lưỡi. Sau đó, bốn cặp mắt lại đổ dồn vào Diệp Huyên, người đang nổi bật nhất Khương Quốc hiện giờ, vượt qua cả An Lan Tú. Sau một hồi lâu quan sát vẫn không nghe thấy ai nói gì, Diệp Huyên mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã đánh trống liên hồi, bởi vì cô gái bí ẩn đến giờ vẫn chưa hé răng lấy một lời. Hắn cười khổ, tiền bối à, những người này đến tìm người đấy, đừng làm ngơ như vậy chứ. Vẫn không ai đáp lời, nhưng lần này có một mảnh giấy bay ra từ tầng tháp thứ hai. Diệp Huyên đọc được thì cả kinh, vội vàng hoàn hồn, rời khỏi tháp giới ngục. Không thể trêu vào. Hoàn toàn không trêu vào được. Hắn nhìn lên bốn ông lão, thấy ông lão áo trắng nhàn nhạt nói, lăng không cảnh đỉnh cao, nền tảng của người quả thật hiếm thấy, không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý mà còn cả chiến ý, kiếm vũ song tu, thể xác lại mạnh đến vậy. Hiếm thấy, quả thật hiếm thấy. Thực lực của ngươi ít nhất có thể vào 10 hạng đầu bảng võ, nếu đạt đến thông u có thể vào 5 hạng đầu. Ông lão áo đen gật gù, quả nhiên hiếm thấy trong khu vực quanh Khương Quốc này, thậm chí là cả Thanh Châu. Thực lực của ngươi ngày sau e là có thể vượt qua cả thác Bạt Phu của Ninh Quốc. Nói rồi ông ta nhìn sang ông lão đứng trên gậy trúc, các hạ thấy thế nào? Nhận lại một nụ cười lạnh lùng, càng yêu nghiệt, càng phải chết. Tất cả im lặng. Hai người áo trắng áo đen lẳng lặng nhìn Diệp Huyên. Phải chết. Bọn họ sẽ không để cho người như Diệp Huyên có cơ hội trưởng thành. Với họ mà nói, nếu không thể thành bạn mà còn có khả năng thành địch thì phải nhổ cỏ tận gốc. Không để lại hậu họa. Đúng lúc ấy, người đàn ông vác thanh đại kiếm hỏi Diệp Huyên, kiếm ý của ngươi là gì? Diệp Huyên lắc đầu. Thật ra hắn cũng không biết kiếm ý của mình là gì, bèn quyết tâm khi nào cô gái bí ẩn xuất hiện thì sẽ hỏi cho ra. Nhưng vấn đề là không biết khi nào nàng ta mới xuất hiện. Hắn đánh không lại bốn người này, bằng không đã xách kiếm lên thịt từ đời tám hoánh nào rồi. Ông lão áo trắng liếc nhìn bốn phía trước khi lại nhìn Diệp Huyên, sư tôn ngươi còn chưa xuất hiện. Diệp Huyên không đáp,
Trong lòng đã thấp giọng kêu, kiếm tiên tỷ tỷ à, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Sắp đánh nhau rồi. Vẫn không một ai đáp lại. Mặt Diệp Huyên đen như đáy nồi. Thế này không phải là gạt đồ đệ rồi sao? Ông lão áo trắng bỗng cất tiếng, xem ra vẫn phải tạo áp lực cho nàng ta. Vừa nói xong, bàn tay ông ta hạ xuống về phía bốn người Diệp Huyên. Quỳnh! Một luồng uy áp cuồn cuộn như mấy chục ngọn núi khổng lồ giáng xuống khiến nhóm Diệp Huyên suýt nữa thì khuỵu gối, cuối cùng vẫn gắng gượng đón đỡ, nhưng máu tươi lập tức trào ra từ khóe miệng. Họ không thể hít thở, cảm giác như toàn thân sắp nổ tung. Diệp Huyên bỗng gầm lên, một luồng chiến ý mạnh mẽ xông ra từ cơ thể hắn nhưng nhanh chóng bị luồng uy áp kia ép ngược vào trong. Chân phải hắn giẫm xuống, chiến ý lại xông ra, lần này có thêm kiếm ý đi kèm. Hai luồng ý cảnh ngưng tụ thành một, kiên cường chống đỡ trước uy áp của ông lão áo trắng. Ông ta nheo mắt lại, hai ý cảnh ngưng hợp. Không ngờ ngươi có thể làm điều này. Bàn tay ông ta lại đè xuống. Rắc! Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân nhóm Diệp Huyên bắt đầu nứt ra, nhưng cả bốn vẫn ngoan cường chịu đựng chứ không quỳ xuống. Thấy ông ta muốn ra tay tiếp, Diệp Huyên ngẩng đầu thét lên, ông chém chết mi. Hắn giẫm mạnh chân phải, cả người vọt lên cao. Dù biết đánh không lại nhưng hắn vẫn muốn đánh. Có chết cũng phải chém ra một kiếm này. Khóe môi lão già nhếch lên đầy giễu cợt, bàn tay phải lại đưa ra, nhấn xuống. Quỳnh! Diệp Huyên bị ấn lõm vào đất, mặt đất nổ tung thành một cái hố sâu đến mấy trượng. Ông lão áo trắng đang toan ra tay nữa thì bỗng một giọng nói vang lên, các ngươi tìm ta. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang đứng trên một chiếc lá trúc nơi cánh rừng xa xa. Một tay nàng ta đặt sau lưng, trên những ngón tay có hai món đồ vật một trắng một đen đang nhẹ nhàng vần quanh. Nhắc thấy nàng ta, bốn người trên không trung bày ra vẻ đề phòng. Cô gái chỉ vào Diệp Huyên, ta sắp dọn dẹp, nhắm mắt lại. Đoạn nàng ta giang cánh tay trái, lòng bàn tay mở ra kiếm đến. Tháp giới ngục trong người Diệp Huyên bỗng chấn động, một trong ba thanh kiếm cắm trên đỉnh tháp run rẩy kịch liệt. Chương 231, kiếm tu chúng ta không đấu khẩu. Khi chuôi kiếm ở đỉnh tháp chấn động liên hồi thì đầu Diệp Huyên như bị đánh mạnh vào vậy, ý thức của hắn lập tức trở nên mơ hồ, cùng lúc đó, thất khiếu chảy máu tươi, vô cùng đáng sợ. Vừa thấy vậy, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi, cả ba vội vàng đỡ Diệp Huyên. Đúng lúc này, tay trái cô gái váy trắng ở trên rừng trúc đột nhiên đè nhẹ xuống dưới, không bảo ngươi. Vừa dứt lời thì chuôi kiếm đang chấn động trong cơ thể Diệp Huyên bình tĩnh lại, nhưng trước khi đứng yên thì nó phát ra một tiếng kiếm ngâm khe khẽ, dường như đang thể hiện điều gì đó. Bên trên rừng trúc, tay trái nam tử xòe ra, hướng lên trên cao kiếm tới. Cô gái váy trắng vừa mới nói xong thì vù vù vù, toàn bộ rừng trúc rung xào xạc, ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, lá trúc đua nhau phóng lên trên trời, hội tụ về phía cô gái váy trắng. Những chiếc lá này rơi vào trong lòng bàn tay cô gái váy trắng, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một thanh kiếm bằng lá trúc, cô gái váy trắng cầm nó trong tay. Khi thấy vậy, sắc mặt đám người ông lão áo trắng ở phía xa xa lập tức biến đổi. Đặc biệt là tên kiếm tu đeo thanh đại kiếm kia. Đó là thủ đoạn gì? Y cũng chưa từng thấy quá, thậm chí là còn chưa từng nghe qua. Ở bên dưới, đám người Mạc Vân Khởi đều đờ đẫn quan sát mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Trước đây bọn họ từng gặp cô gái váy trắng, khi thấy cô gái váy trắng càn quét ngang dọc thì trong lòng bọn họ đã bị chấn động mạnh rồi, nhưng bọn họ chưa từng hỏi Diệp Huyên về cô gái bí ẩn. Tôn trọng. Bởi vì bọn họ biết đến lúc nào nói được thì chắc chắn Diệp Huyên sẽ chủ động nói ra. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái váy trắng, thật ra hắn cũng giống với mọi người, hiện giờ cũng đang rúng động vô cùng. Cô gái bí ẩn. Đúng là rất bí ẩn. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là một bí ẩn. Hắn không biết lai lịch của nàng ấy như nào cả, hắn chỉ biết nàng ấy rất mạnh, vô cùng mạnh. Mỗi lần cô gái bí ẩn này đi ra, tên ở tầng 2 sẽ rất ngoan ngoãn. Trên không trung, đám người ông lão áo trắng nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, hiện giờ hai mắt bọn họ thể hiện rõ thái độ nghiêm nghị và kiêng dè. Cho dù cô gái váy trắng vẫn chưa ra tay nhưng giờ khắc này đây bọn họ cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Đặc biệt là những gì khi nãy cô gái váy trắng thể hiện ra, nó khiến bốn người bọn chúng càng kiêng kỵ hơn. Trên rừng trúc, cô gái váy trắng cầm kiếm lá trúc trong tay,
chỉ vào bốn người ông lão áo trắng cách đó không xa, tới đây, cùng xông lên đi. Cùng xông lên đi. Toàn bộ khu vực rơi vào tĩnh lặng như tờ. Bên dưới, cánh tay Mạc Vân Khởi chọc nhẹ vào cánh tay Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ, ngươi làm sao mới tìm được người sư phụ này vậy? Giới thiệu cho ta đi, ta cũng đi tìm một người. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi không được đâu. Vì sao chứ, trên gương mặt Mạc Vân Khởi tỏ vẻ không hiểu, ta không đủ đẹp trai hay sao? Què! Bạch Trạch ở bên cạnh làm động tác nôn mửa vô cùng khoa trương. Lúc này Kỳ An Chi đang ăn màn thầu, nghe Mạc Vân Khởi nói như vậy, nàng ta phun miếng bánh màn thầu kia ra, đúng là buồn nôn chết đi được. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ vai Mạc Vân Khởi, trước kia ta nghĩ là ngươi tự luyến nhưng hóa ra ta sai rồi. Ngươi không hề tự luyến, mà ngươi mù rồi. Đẹp trai, ngươi có quan hệ gì với hai chữ này sao? Mạc Vân Khởi. Đúng lúc này, trên không trung, gã đàn ông trung niên lưng đeo đại kiếm kia đột nhiên di chuyển tới phía bên trái cô gái váy trắng, khoảng cách hai người không quá xa. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng. Những kiếm hoàng và kiếm tiên nổi tiếng ở trung thổ thần châu ta đều có nghe qua, nhưng chưa hề biết tới các hạ. Cô gái váy trắng đột nhiên cầm kiếm chỉ về phía Diệp Huyên ở bên dưới. Nghe cho rõ đây. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn cô gái váy trắng, chăm chú lắng nghe. Thường ngày cô gái váy trắng không thích nói chuyện, nhưng những gì nàng nói tuyệt đối là đều có tác dụng rất lớn. Cô gái váy trắng cầm trường kiếm trong tay chỉ về phía tên đàn ông trung niên đeo trường kiếm kia, từ xưa tới giờ kiếm tu chúng ta không đấu khẩu, nếu như ngươi học kiếm của ta vậy phải nhớ lấy điểm này, nếu có thể dùng kiếm giải quyết thì cố gắng đừng nói nhảm, cứ duy trì như vậy là được. Nói xong, tay trái của nàng cầm lấy vung thanh kiếm lá trong tay lên. Ngay sau đó, sắc mặt tên đàn ông trung niên lưng đeo đại kiếm đứng cách đó không xa lập tức thay đổi, y vội vàng rút đại kiếm sau lưng ra. Sau đó một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ trong cơ thể y phóng lên trên trời. Chương 232, có dám đỡ một kiếm của ta không? Kiếm hoàng. Đây là một vị kiếm hoàng tới từ trung thổ thần châu. Kiếm ý ngập trời vừa mới xuất hiện thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Hai mắt Diệp Huyên nhắm chặt lại, trên người hắn tỏa ra chiến ý và kiếm ý vô tận để chống cự lại kiếm ý mạnh mẽ kia. Ba người Mạc Vân Khởi thì đi tới gần bên người hắn, bốn người cùng nhau đối kháng kiếm ý của một vị kiếm hoàng. Trên không trung, người đàn ông trung niên tay cầm đại kiếm nhíu chặt lông mày, ở trên mũi kiếm của thanh đại kiếm trong tay hắn, một sợi kiếm mang lập lòe. Ở nơi xa, cô gái váy trắng vốn đang định xuất kiếm đột nhiên ngừng lại. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ nàng ấy đều đưa lưng về phía mọi người, vậy nên tất cả mọi người ở đây đều không thể nhìn thấy rõ dung mạo của nàng ấy. Bao gồm của Diệp Huyên, cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng được nhìn thấy gương mặt của cô gái váy trắng. Trên không trung, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng ở phía xa xa, có dám đỡ một kiếm của ta không? Tiếng nói của y vang vọng khắp bầu trời như tiếng sấm vậy. Thế, kiếm thế. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên cảm nhận được thế của một vị kiếm tu, hiện giờ trên cơ thể người đàn ông trung niên trước mặt ẩn chứa một luồng thế. Luồng thế đó mạnh mẽ vô cùng, mạnh mẽ hơn kiếm thế của hắn rất nhiều lần. Một vị kiếm tu vô cùng mạnh mẽ. Cô gái váy trắng trên rừng trúc bình thản đáp, nói nhiều. Vừa dứt lời, tay trái nàng ấy đột nhiên mở ra, chuôi kiếm lá trúc trong tay đột nhiên bay tới. Một kiếm này rất bình thường. Thật sự là rất bình thường, không có kiếm thế, không có kiếm ý, thậm chí không có cả kiếm mang. Bất luận ai nhìn thấy kiếm này thì trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, một kiếm quá tầm thường. Nhưng vào lúc này đây, sắc mặt người đàn ông trung niên kia lập tức thay đổi, ngay sau đó y nhảy lên, sau đó vùng kiếm bổ mạnh về phía trước. Kiếm này chém xuống, vô số kiếm mang, kiếm ý và kiếm thế lập tức bùng nổ như một ngọn núi lửa, từ trong thân kiếm bắn ra ngoài. Dường như một kiếm này có thể phá nát toàn bộ mặt đất bên dưới vậy. Ở bên dưới, sắc mặt đám người Diệp Huyên lập tức trở nên nặng nề. Nếu như một kiếm này đánh xuống núi Kỳ Vẫn, vậy chắc chắn cả ngọn núi sẽ bị chém nát. Kiếm hoàng. Y là kiếm hoàng đó. Một kiếm có thể bổ núi, một kiếm có thể khiến mặt đất nứt vỡ, một kiếm có thể cắt sống. Là cường giả tuyệt thế trên đời này. Cô gái bí ẩn thì sao? Đám người Mạc Vân Khởi đưa mắt nhìn vào một kiếm của cô gái bí ẩn. Nếu so sánh chuôi kiếm lá trúc trong tay cô gái bí ẩn với thanh kiếm của người đàn ông trung niên kia thì quả thực là cách biệt một trời một vực,
thậm chí hai bên hoàn toàn không thể so sánh được với nhau, thế nhưng khi chuôi kiếm lá trúc kia đi tới trước mặt người đàn ông trung niên. Phụt! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm lá trúc chém vỡ toàn bộ kiếm, kiếm thế, kiếm mang, kiếm khí do thanh đại kiếm kia tỏa ra. Ngay lập tức, dễ như trở bàn tay vậy. Phụt! Kiếm lá trúc đâm vào giữa mi tâm người đàn ông trung niên kia, dễ dàng cắm vào trong. Toàn trường rơi vào tĩnh lặng, dường như tất cả mọi người đều đang chết lặng. Giết trong nháy mắt. Ở nơi xa, trong mắt ba người ông lão áo trắng đều hiện vẻ khó tin, phải nói là sợ hãi. Sợ hãi. Giết trong nháy mắt đó. Đối phương là một vị kiếm hoàng đó. Cho dù là một vị kiếm tiên thì cũng không thể dễ dàng chém giết một vị kiếm hoàng chỉ trong nháy mắt như vậy được. Đó mới là nguyên nhân khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cho dù là kiếm tiên cũng không thể chém giết kiếm hoàng trong nháy mắt, nhưng cô gái váy trắng trước mắt lại làm được. Rốt cục nàng là ai vậy? Lúc này ba người ông lão áo trắng đều đã sững sờ tại chỗ. Trong bóng tối, cửu lâu chủ của Túy Tiên Lâu lắc đầu cười khổ, cuối cùng thì ông ta cũng biết vì sao cô gái bí ẩn này không yêu cầu Túy Tiên Lâu giúp đỡ. Đồng thời ông ta cũng cảm thấy may mắn, may mà trước đó Túy Tiên Lâu không phải kẻ địch sống chết với Diệp Huyên như học viện Thương Mộc. Bọn họ thu tay lại kịp lúc, đồng thời dùng hết sức để lôi kéo, nếu không thì sợ rằng Túy Tiên Lâu đã ngã đau một vố rồi, sợ rằng như vậy vẫn là nhẹ nhất. Có thể nói lần này học viện Thương Mộc đen vãi. Đúng lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông trung niên trên không trung, người đàn ông trung niên kia đờ đẫn nhìn cô gái váy trắng, kiếm ý trong cơ thể y điên cuồng tỏa ra ngoài, không chỉ như vậy, những kiếm ý này càng ngày càng mạnh hơn. Đột phá! Đám người ông lão áo trắng đều hiện vẻ khó tin. Trước khi chết, người đàn ông trung niên sắp đột phá kiếm đạo của bản thân. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười một tiếng, thì ra là vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Sau khi nói tới đây, trong đôi mắt y không còn hiện lên sắc thái gì nữa. Chuôi kiếm sắt trong tay y đột nhiên rơi từ trên cao xuống dưới, cùng cùng cắm vào mặt đất. Sắc mặt Diệp Huyên không hề thay đổi, đi tới trước chuôi kiếm sắt to lớn này. Sau đó nhặt nó lên ném vào trong tháp giới ngục. Tiếp theo, hắn quay trở về bên cạnh ba người Mạc Vân Khởi, sắc mặt rất bình tĩnh, dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ba người Mạc Vân Khởi. Trên không trung, thân thể người đàn ông trung niên bắt đầu tiêu tán từng chút một, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Còn chuôi kiếm màu xanh kia thì bay trở về trong tay cô gái váy trắng, cô gái váy trắng cầm kiếm lá trúc trong tay phải, tay trái thì kẹp lấy thân kiếm, trượt theo thân kiếm. Nàng ấy đứng trên rừng trúc, bộ váy trắng trên người và mái tóc dài bay phấp phới, không nói gì cả, khiến cho mọi người đều cảm thấy nàng ấy không thuộc về nhân gian này, không, sợ rằng ở trên trời cũng không có bất kỳ cô gái nào giống như vậy. Đúng lúc này, chuôi kiếm lá trúc đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, nàng ấy muốn làm gì? Cô gái váy trắng đột nhiên lên tiếng, biết vì sao khi nãy y lại đột phá hay không? Sau khi do dự thoáng chốc, Diệp Huyên lắc đầu. Kiếm lá trúc đột nhiên đập lên bả vai Diệp Huyên. Chát! Thân thể Diệp Huyên run lên, hắn đau đớn, thiếu chút nữa là đã kêu lên rồi. Đau tới tận xương tủy. Trên không trung, cô gái váy trắng lạnh lùng nói, chỉ biết đi nhặt bảo vật thôi, xem tiền đồ của ngươi kìa. Diệp Huyên! Cô gái váy trắng vẫn lạnh lùng như trước, khi người nào đó trải qua cái chết, người đó sẽ hiểu ra được rất nhiều chuyện, đó chính là quá trình lĩnh ngộ tốt nhất. Thứ ngươi thiếu hiện giờ chính là nội tình và cảm ngộ với cuộc đời. Chính ngươi phải đi cảm ngộ những thứ này, người khác không thể giúp được. Nhớ kỹ, không ai biết rõ tương lai hay chuyện ngoài ý muốn sẽ tới trước, lúc nào cũng phải sống như hôm nay là ngày cuối cùng vậy. Diệp Huyên vội vàng cúi người hành lễ, ta hiểu rồi. Chát! Vai trái Diệp Huyên lại bị kiếm lá trúc đánh lên. Diệp Huyên đau đớn nhảy dựng lên, ta hiểu rồi mà. Trên không trung. Cô gái váy trắng bình thản đáp, nghe nhầm. Sao, ngươi có ý kiến hả? Diệp Huyên nuốt nước đáp, không, không có ý kiến gì. Cô gái váy trắng hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ba người ông lão áo trắng ở cách đó không xa, tức giận nói, nhìn cái gì hả? Ta cho các ngươi nhìn sao? Nói xong, một thanh kiếm lá trúc bắn tới nhanh như điện. Phụt! Không hề có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước. Đầu ông lão áo đen đứng bên cạnh ông lão bay thẳng ra ngoài. Đám người. Chương 233, nhận thua. Sững sờ.
Ông lão áo trắng và ông lão đứng trên gậy trúc hoàn toàn sững sờ. Một kiếm đã đi đời rồi. Ông lão áo đen còn chưa ra tay mà đã về chầu ông bà rồi. Lúc này hai người đã kinh ngạc tới tột cùng. Bọn chúng biết người trước mắt rất có thể là một vị kiếm tiên, không đúng, sợ rằng không phải là một vị kiếm tiên bình thường. Phải biết kiếm tiên cũng có phân chia mạnh yếu. Mà vị trước mặt đã mạnh đến mức vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn chúng. Phải đánh như thế nào? Chờ chết hay sao? Chết cũng không có gì cả. Điều hai người lo lắng nhất lúc này là học viện thương mộc và thế giới ngầm phải làm sao đây? Nếu như cô gái bí ẩn ở trước mặt muốn trả thù thì phải làm sao? Thế giới ngầm và học viện thương mộc có thể chịu được sự trả thù của nàng ấy sao? Trong lòng hai người đương nhiên vô cùng hốt hoảng. Sau khi dùng một kiếm tiêu diệt ông lão áo đen kia, cô gái váy trắng cầm kiếm lá trúc trong tay, chỉ vào hai người ông lão áo trắng, không phải là muốn tìm ta. Có phải là rất bất ngờ hay không? Có vui không hả? Mặt Diệp Huyên đen lại, cô gái bí ẩn càng ngày lại càng nhây. Trên không trung, sắc mặt ông lão áo trắng và ông lão đứng trên gậy trúc khó coi vô cùng. Cuối cùng ông lão áo trắng trầm giọng nói, chúng ta nhận thua. Nhận thua. Một vị kiếm hoàng cũng bị chém giết trong nháy mắt, bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cô gái váy trắng đột nhiên nói, cút đi. Cút. Đám người ông lão áo trắng đều ngẩn ra. Bảo bọn họ cút. Không giết. Ở bên dưới, đám người Diệp Huyên cũng ngẩn ra, sao lại không giết? Diệp Huyên vội vàng nói, đánh chết bọn chúng đi, không thể. Đúng lúc này, kiếm lá trúc từ trên không trung lao thẳng xuống, Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng thì kiếm lá trúc đã quất lên bả vai hắn. Chát. Tiếng vang giòn tan. Diệp Huyên đau đớn, thiếu chút nữa là chảy nước mắt. Quá đau rồi. Trên không trung, cô gái bí ẩn lạnh lùng nói, đánh chết bọn chúng. Ngươi làm đi, ngươi đánh chết bọn chúng đi. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn chỉ vào ông lão áo trắng và ông lão đứng trên gậy trúc ở cách đó không xa, các ngươi muốn nhắm vào mấy tên nhóc bên dưới như thế nào cũng được, tốt nhất là ép chúng vào chỗ chết. Nhưng sau này nếu như có kẻ nào cao hơn bọn chúng hai bậc trở lên đến đánh, ta sẽ để cho các ngươi biết lấy lớn hiếp nhỏ thực sự là như thế nào. Bây giờ thì mau cút đi. Mấy tên rác rưởi cũng dám tới đây lãng phí thời gian ngủ của ta. Ông lão áo trắng và ông lão đứng trên gậy trúc nhìn nhau, cuối cùng, cả hai cúi người hành lễ với cô gái bí ẩn, sau đó xoay người rời đi. Chỉ là lúc rời đi, cả hai đều nhìn đám người Diệp Huyên một cái. Giờ thì bọn chúng đã hiểu rồi. Bọn chúng có thể nhắm vào đám người Diệp Huyên, nhưng không thể lấy lớn hiếp nhỏ được. Không lâu sau, hai ông lão biến mất ở cuối chân trời. Trên không trung cô gái bí ẩn đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Diệp Huyên, đi theo ta. Vừa nói xong, nàng ấy hạ xuống dưới đất. Diệp Huyên do dự trong thoáng chốc, bởi vì hắn cũng không muốn đi, trực giác mách bảo hắn rằng đây không phải chuyện tốt đẹp gì cả, chỉ là hắn hiểu quá rõ ràng, nếu không đi thì thê thảm hơn nhiều. Diệp Huyên đi theo, cuộc đời này còn gì luyến tiếc nữa chứ? Ở phía sau, ba người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, Mạc Vân Khởi lên tiếng, khả năng cao là hắn sẽ bị đánh. Bạch Trạch gật đầu, đánh chứ, nên đánh. Kỳ An Chi bình thản nói, hắn bị đánh thì chắc chắn lúc về sẽ đánh các ngươi. Sắc mặt Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch lập tức trở nên khó coi vô cùng. Ở nơi xa bên ngoài rừng trúc, cô gái váy trắng chậm rãi đi về phía trước. Diệp Huyên thì chậm rãi đi theo phía sau lưng cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng bình thản nói, biết vì sao không giết bọn chúng không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, mong tiền bối giải đáp thắc mắc. Hiện giờ hắn không nói không biết, cũng không nói là biết, dù sao nói gì cũng sẽ bị đánh. Cô gái váy trắng ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, mỗi lần ta ra tay đều tạo thành gánh nặng rất lớn đối với ngươi, nếu khi nãy ta giết chết hai người kia, vậy tòa tháp rách nát kia không chịu nổi, ngươi càng không chịu nổi. Diệp Huyên im lặng, thật ra hắn đã đoán trước được. Đừng thấy hiện giờ hắn rất bình thường. Hắn biết nhất định là do cô gái bí ẩn trước mặt trấn áp cắn ngược giúp hắn, nhưng kiểu gì thì cắn ngược cũng sẽ xuất hiện. Chương 234, toàn bộ đất trời đều là kiếm của ta. Cô gái bí ẩn đột nhiên dừng bước, ngươi cũng đã biết trên thế gian này, đặc biệt là ở một vài nơi đặc thù, một số thiên tài sẽ có một người hộ đạo rồi. Người hộ đạo, Diệp Huyên không hiểu. Cô gái bí ẩn bình thản nói, người hộ đạo chính là người bảo vệ cho thiên tài này trỗi dậy.
Bất kỳ một thiên tài yêu nghiệt nào trỗi dậy thì cơ bản là sau lưng đều có người che chở. Nếu không có ai che chở, vậy bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào cũng sẽ dễ dàng chết yểu. Giống như An Lan Tú mà ngươi gặp trước kia vậy, sau lưng nàng cũng có một người hộ đạo, chỉ là ngươi quá yếu nên không cảm nhận được mà thôi. Diệp Huyên im lặng, hắn nhìn cô gái bí ẩn, do dự vài giây mới nói tiền bối, vậy người. Đừng có suy nghĩ nhiều. Cô gái bí ẩn lập tức đáp, ta không phải người hộ đạo của ngươi. Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn từ từ đi về phía xa, Diệp Huyên chậm rãi đi theo sau. Cô gái bí ẩn chậm rãi đi tới, chiếc váy dài của nàng ấy lê trên mặt đất nhưng không bị dính một hạt bụi. Thấy cô gái bí ẩn không nói gì, Diệp Huyên cũng không lên tiếng. Một lúc sau, cô gái bí ẩn nói, người khác không thể bước đi trên con đường kiếm tu thay ngươi được, con đường đó cũng không có ai trải ra giúp ngươi, ngươi phải tự mình đi tới. Ngươi đã lựa chọn con đường này vậy ngươi chỉ có thể tự mình tiến lên thôi. Nói tới đây, nàng ấy dừng lại một chút mới nói tiếp, vì ngươi mà ta đã ra tay quá nhiều lần, phong ấn của tháp đã bắt đầu buông lỏng, ta cần tốn rất nhiều tinh lực và thời gian để trấn áp. Diệp Huyên do dự vài giây, sau đó nói tiền bối, với thực lực của người. Cô gái bí ẩn bình thản đáp, ngươi muốn hỏi dựa vào thực lực của ta tại sao lại bị giam trong tháp phải không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đây chính là điều hắn muốn biết. Cô gái bí ẩn lạnh lùng đáp, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp Huyên. Cô gái bí ẩn tiếp tục đi tới trước, muội muội của ngươi được đưa đi rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái bí ẩn im lặng một hồi, sau đó nói, con bé không phải là thể chất lạnh, con bé khá đặc thù, nếu như có thể thì ngươi hãy cố gắng tìm được con bé trước khi con bé đạt tới vạn pháp cảnh. Vì sao? Diệp Huyên nhíu mày hỏi. Cô gái bí ẩn đáp, con bé khá đặc thù, con bé đi tới nơi đó sẽ được bồi dưỡng, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, tốc độ tăng lên vô cùng đáng sợ. Sau khi đạt tới vạn pháp cảnh thì cần áp chế, nếu như không áp chế, chỉ trong thời gian ngắn con bé sẽ rất mạnh, rất mạnh. Nhưng tương lai sẽ có hậu họa nghiêm trọng, con bé là một hạt giống tốt, đừng để xuất hiện tì vết. Diệp Huyên nghiêm mặt lại, gật đầu ta sẽ mau chóng tìm con bé. Chỉ là tiền bối, muội muội của ta. Cô gái bí ẩn bình thản đáp, ngươi không thể hiểu được sự đặc thù của con bé đâu, chính ta cũng cảm thấy khá kinh ngạc vì gặp được con bé ở nơi này đó. Tương lai ngươi sẽ biết được con bé đặc thù ở điểm nào. Dù sao cũng là chuyện tốt, ngươi đừng có nôn nóng. Diệp Huyên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương về muội muội, không biết muội muội ở đó có bị ai bắt nạt hay không. Cô gái bí ẩn đột nhiên mở tay phải ra, chuôi kiếm lá trúc trong tay nàng ấy đột nhiên lướt khắp xung quanh, rất nhanh, những chiếc lá trúc kia lần lượt trở về trên cây trúc. Khi thấy cảnh này, Diệp Huyên tỏ vẻ mặt mong ngóng tiền bối, chiêu này tên là gì vậy? Có thể dạy cho ta được không? Sau khi mở tay phải ra, cô gái bí ẩn đáp kiếm ở trong lòng, lòng ta chứa cả đất trời, tất cả đất trời đều là kiếm của ta, lòng ta chứa được vũ trụ đều là kiếm của ta, cấp bậc của ngươi quá thấp, không hiểu nổi đâu. Diệp Huyên. Thân thể cô gái bí ẩn dần mờ đi, trước đó không giết người kia là vì muốn dọa sợ đám tôm tép khác. Sau lần này, trước khi ngươi tìm được sợi đạo tắc thứ hai thì ta không thể ra tay tiếp được, không chỉ không thể ra tay. Ta còn không thể rời khỏi tháp một bước, nếu không thì ngươi chết, tháp hủy. Còn một chuyện nữa, trong vòng nửa năm nhất định phải lấy lại chuôi kiếm ở Thanh Châu về, nếu không cầm về được, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Nói tới đây, dường như nàng ấy nghĩ tới chuyện gì, nói tiếp, tốt nhất ngươi cũng mau chóng giải quyết tên ở tầng thứ hai, mặc kệ là dùng phương pháp gì, tốt nhất là có thể khiến nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nếu không thì các ngươi đều phải chết. Nói xong. Cô gái váy trắng hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên đang định quay người rời đi thì đúng lúc này, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, ngay sau đó, thân thể hắn ngã lăn ra đất, run bần bật. Á! Trong đêm tối, Diệp Huyên run rẩy không ngừng, toàn thân thể rơi vào trạng thái co giật không ngừng. Một tòa tháp nhỏ lúc ẩn lúc hiện ở giữa trán hắn. Phản phệ. Cô gái váy trắng vừa biến mất thì lực lượng cắn ngược tới. Trên mặt đất, Diệp Huyên co quắp người lại, hiện giờ gương mặt hắn đã vặn vẹo tới biến dạng. Hiện giờ hắn cảm thấy toàn thân mình bị một luồng lực lượng điên cuồng xoắn vặn. Là xoắn vặn. Cảm giác này khiến cho Diệp Huyên đau tới mức không muốn sống nữa. Cũng mau sau đó cô gái váy trắng không ra tay tiếp nữa, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này,
Đám người Mạc Vân Khởi chạy tới, khi thấy Diệp Huyên như vậy, sắc mặt ba người Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi. Mạc Vân Khởi vội vàng đỡ Diệp Huyên lên, run rẩy nói, Diệp thổ phỉ, ngươi không sao chứ? Bạch Trạch vội vàng đổ một viên đan kim sang ra, đút cho Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên vẫn đang run rẩy không ngừng, đau đớn cuộn tròn người lại. Thấy cảnh này, cả ba người đều luống cuống tay chân. Lúc này Diệp Huyên run rẩy lên tiếng, không, không sao đâu, nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi. Ba người Mạc Vân Khởi đứng trông coi Diệp Huyên tới tận hừng đông, tới giữa trưa Diệp Huyên mới bình ổn lại, lúc này toàn thân hắn đã ướt sũng. Toàn thân là mồ hôi. Đau toát mồ hôi hột. Cho tới đêm thì Diệp Huyên mới toàn tỉnh táo lại. Ba người Mạc Vân Khởi không ngủ suốt một ngày một đêm này. Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi đỡ Diệp Huyên đứng lên, hắn mỉm cười nói, không, không sao đâu mà. Ba người Mạc Vân Khởi không nói gì cả, tình hình của Diệp Huyên trước đó đã khiến mọi người phải hốt hoảng. Đúng lúc này, Cửu Lâu Chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người Diệp Huyên, Cửu Lâu Chủ trầm giọng nói, Tiểu Hữu, người của Tổng viện Học viện Thương Lan tới rồi. Tổng viện. Vừa nghe vậy, bốn người Diệp Huyên lập tức nhíu chặt mày. Chương 235, Tổng viện Thương Lan. Tổng viện. Bốn người Diệp Huyên đương nhiên biết tới Tổng viện Học viện Thương Lan, bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, bọn chúng tới đây làm gì? Cửu Lâu Chủ lắc đầu, sợ rằng người tới không có ý tốt. Người tới không có ý tốt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta ra ngoài xem nào. Nói xong hắn dẫn theo ba người Mạc Vân Khởi đi tới Điện Thương Lan. Ở phía sau, Cửu Lâu Chủ nhìn theo bóng lưng bốn người bọn họ, sau khi do dự thoáng chốc, cuối cùng ông ta vẫn đi theo. Cho dù ông ta không muốn nhúng tay vào việc nội bộ của Học viện Thương Lan nhưng nếu như có thể thì ông ta muốn giúp đỡ một tay. Hiện giờ không phải là ông ta đang cố gắng lôi kéo Diệp Huyên, sâu trong lòng ông ta vô cùng biết ơn lời nhắc nhở của cô gái bí ẩn kia, dù sao thì đó cũng là ơn tái tạo. Điện Thương Lan. Có ba tên nam tử đứng trước mặt bốn người Diệp Huyên. Đều mới chỉ là thiếu niên. Điều này khiến bốn người Diệp Huyên đều cảm thấy khá bất ngờ, dù sao bọn họ đều không nghĩ rằng người tới lần này đều trẻ tuổi như vậy. Trong số ba thiếu niên kia, cầm đầu là một nam tử áo gấm, gáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, trên người tỏa ra cảm giác tránh xa ta ra đi. Hai tên nam tử ở bên cạnh đều mặc trường bào màu mực trắng, đây chính là đồng phục của Học viện Thương Lan. Lúc này, nam tử đứng bên trái nam tử áo gấm đột nhiên đi tới, gã liếc nhìn mấy người Diệp Huyên, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Diệp Huyên, lạnh lùng nói, Kỳ Vẫn đâu? Bảo ông ta ra trả lời, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Chát! Một cái tát giòn tan vang vọng trong không gian, tên nam tử mới nói chuyện lập tức bay ra bên ngoài. Khi thấy vậy, hai mắt nam tử áo gấm nhắm lại, ngay sau đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể gã tỏa ra bên ngoài. Đúng lúc này, chân phải Bạch Trạch đạp mạnh lên trên mặt đất. Ầm! Mặt đất lập tức nứt vỡ, toàn thân Bạch Trạch như một mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía nam tử áo gấm. Đồng tử nam tử áo gấm co lại, ngay sau đó, gã vỗ một trường về phía trước, một trường này mang theo trường kình sắc bén. Bịch! Nam tử áo gấm kia vừa kịp đánh ra một trường xong thì thân thể bị chấn bay ra tới cửa đại điện, gã vừa dừng lại thì mặt đất sau lưng lập tức nứt vỡ, cùng lúc đó, một dòng máu tươi tràn ra từ nơi khóe miệng. Nam tử áo gấm nhìn bàn tay đã đỏ bừng của mình, sau đó nhìn về phía Bạch Trạch ở gần đó, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, lực lượng yêu thú, trên người ngươi có huyết mạch yêu thú. Bạch Trạch không trả lời nam tử áo gấm mà nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ gật đầu thì lúc này Bạch Trạch mới dừng tay, lùi về bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nói với nam tử áo gấm, ta không thích nói nhảm, nơi này không chào đón các ngươi một là cút, hai là ta đưa các ngươi cút khỏi đây. Nam tử áo gấm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ba người chúng ta tới từ Tổng viện ở Trung Thổ Thần Châu, các ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy. Diệp Huyên từ tốn đi tới trước mặt ba người đối phương, tên nam tử ở bên trái nam tử áo gấm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không hề che giấu sát ý ở trong mắt, gã chính là người khi nãy bị Diệp Huyên bạt tai. Khi thấy sát ý nổi lên trong mắt gã, Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi lập tức nhíu mày lại, định ra tay thêm một lần nữa, nhưng Diệp Huyên lại nói, đừng ra tay. Chúng ta phải lấy đức phục người. Lấy đức phục người. Khóe miệng Mạc Vân Khởi giật giật, phục cái quằn què ấy, có ai không biết Diệp thổ phỉ ngươi là một tên nghiện bạo lực chứ?
Diệp Huyên nói với nam tử áo gấm, nói mục đích của các ngươi đi. Nam tử áo gấm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, lần này chúng ta tới đây là muốn nói cho các ngươi biết các ngươi không được phép dùng bốn chữ học viện Thương Lan để mở học viện, không chỉ như vậy, tất cả học viên của học viện Thương Lan các ngươi không được phép tu luyện công pháp, võ kỹ của học viện Thương Lan ta. Tóm lại, Tổng viện Thương Lan không cho phép có một học viện Thương Lan xuất hiện ở Thanh Châu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, các ngươi trở về đi. Nam tử áo gấm nhíu mày lại, ngươi gạt chúng ta. Bảo Kỳ vẫn ra đây nói chuyện, ông ta. Diệp Huyên xoay người, lại là một cái bạt tai. Sắc mặt nam tử áo gấm thay đổi, giơ cánh tay lên để ngăn cản. Ầm. Cái tát cả Diệp Huyên đánh lên trên cánh tay của nam tử áo gấm, toàn thân nam tử áo gấm lập tức run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, Diệp Huyên ép người tới trước, đột nhiên nâng gối đánh vào bụng nam tử áo gấm. Bịch. Thân thể nam tử áo gấm lập tức bay ra bên ngoài, cuối cùng đập mạnh lên trên mặt đất. Khi thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, hai tên học viên học viện Thương Lan còn lại định ra tay, nhưng Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhanh hơn bọn chúng, Bạch Trạch xông thẳng về phía một tên học viên, nhưng tốc độ của Mạc Vân Khởi nhanh hơn nhiều. Bịch 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 bịch. Mấy hơi thở sau, hai tên học viên học viện Thương Lan bay thẳng ra bên ngoài. Nghiền nát không chút phản kháng. Hiện giờ dưới sự cung cấp tài nguyên tu luyện của Diệp Huyên, thực lực của hai người Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là Bạch Trạch, y đã đạt tới thông u cảnh, sức mạnh thân thể đủ để đối cứng với cường giả thần hợp cảnh. Cho dù Mạc Vân Khởi vẫn còn kém một bước mới đạt tới thông u cảnh nhưng tốc độ của hắn sớm đã vượt qua thông u cảnh rồi, ở phương diện tốc độ, cho dù là Diệp Huyên cũng không đuổi kịp hắn. Đối mặt với Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, nếu như Diệp Huyên không triển ra kiếm kỹ mạnh mẽ như nhất kiếm định sinh tử thì hắn cũng không dám chắc là mình có thể dễ dàng thắng được bọn họ. Diệp Huyên đi tới trước mặt ba người kia, trên gương mặt chúng tỏ rõ vẻ kiêng kỵ, thực lực của mấy người Diệp Huyên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn chúng. Diệp Huyên hơi cúi người xuống, hai mắt hắn vẫn nhắm như trước, trở về nói cho Tổng viện Thương Lan, chúng ta không cần Tổng viện giúp đỡ gì cả, mà chúng ta cũng không muốn các ngươi tới đây khoa chân múa tay gì nữa, các ngươi là các ngươi. Chúng ta là chúng ta, hiểu chưa? Nam tử áo gấm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, các ngươi đang dùng bốn chữ học viện Thương Lan. Diệp Huyên bình thản đáp, đó là do lão Kỳ lưu lại, ta sẽ không thay đổi. Hiện giờ ba người các ngươi lập tức cút khỏi đây, còn nữa, trở về nói cho Tổng viện học viện Thương Lan biết, không bao lâu nữa bốn người chúng ta sẽ tới Tổng viện học viện Thương Lan để thỉnh giáo các ngươi. Khóe miệng nam tử áo gấm cong lên. Nở một nụ cười mỉa mai, chỉ dựa vào bốn người các ngươi sao? Diệp Huyên không trả lời mà xoay người rời đi. Chương 236, ngươi quá ngu xuẩn. Nam tử áo gấm còn định nói gì đó thì Mạc Vân Khởi ở bên cạnh đột nhiên nói, đại ca, ta xin ngươi nữa. Ngươi đừng có léo nha léo nhéo nữa được không? Ngươi còn nói Diệp Thổ Phỉ sẽ dùng một kiếm làm thịt ngươi đấy. Làm thịt ngươi cũng không sao, chỉ sợ người đứng sau lưng đám khốn kiếp các ngươi lại chạy tới đây lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy thì còn chơi con mẹ gì nữa chứ, phiền chết đi được. Nghe ta khuyên một câu nhé, mau mau cút đi, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Nói xong, hắn ta và Bạch Trạch, Kỳ An Chi xoay người rời đi. Sắc mặt ba người nam tử áo gấm khó coi tới cực hạn. Đúng là vô cùng nhục nhã. Một lúc sau, nam tử áo gấm gần giọng nói, chúng ta trở về thôi. Nói xong cả ba xoay người rời đi. Cách đó không xa. Ngũ lâu chủ nhìn theo bóng lưng ba người nam tử áo gấm, thấp giọng thở dài, Tổng viện Thương Lan cũng toàn là kẻ ngu. Nói xong, ông ta nhìn vào trong điện Thương Lan, có những học viên như vậy mà cũng không cần, bọn chúng bị ngáo rồi. Đương nhiên ông ta cũng biết đôi chút về việc Tổng viện Thương Lan không tới giúp đỡ. Học viện Thương Lan ở Thanh Châu đã xuống đốc quá lâu rồi, đương nhiên đó là trước kia, hiện giờ có bốn người trẻ tuổi này, học viện Thương Lan muốn trỗi dậy không phải là việc gì khó khăn cả. Cho dù học viện Thương Lan ở đây không trỗi dậy thì tương lai của bốn người Diệp Huyên cũng không thể đong đếm được. Trước đó Diệp Huyên đã rất chói mắt rồi, mà trong mắt ông ta thì Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch lẫn Kỳ An Chi đều không tệ, thậm chí là rất tốt, đừng nói là ở Khương Quốc, cho dù xét trong toàn bộ Thanh Châu cũng rất nổi bật. Đáng tiếc là ấn tượng của Tổng viện Thương Lan về nơi này vẫn như vậy. Cửu lâu chủ lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Việc này xem như là việc nội bộ của học viện Thương Lan, người ngoài không tiện nhúng tay vào trong. Trong điện Thương Lan, bốn người ngồi quanh bàn.
Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, sợ rằng sau khi đám người kia quay trở về thì không lâu nữa Tổng viện Thương Lan sẽ tới tìm chúng ta gây chuyện. Diệp Huyên đáp, không tránh khỏi việc này đâu. Việc chúng ta cần nghĩ không phải là bọn chúng có tới tìm chúng ta gây chuyện không mà là làm cách nào để mạnh hơn. Chỉ cần bốn người chúng ta đủ mạnh mẽ thì không cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào cả. Bạch Trạch gật đầu, đúng như vậy. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, khi nào thì đạt tới thông u cảnh. Mạc Vân Khởi im lặng một lúc, sau đó đáp một tháng. Diệp Huyên lắc đầu, nửa tháng, nếu trong vòng nửa tháng mà ngươi chưa đạt tới thông u cảnh thì sau này một nửa thức ăn của ngươi thuộc về Bạch Trạch. Nghe vậy, Bạch Trạch vội vàng gậy đầu, được, vậy thì tốt quá rồi. Mạc Vân Khởi trừng mắt với Bạch Trạch, nửa tháng thì nửa tháng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn sang Kỳ An Chi cô thì sao? Kỳ An Chi do dự đôi chút, sau đó đáp một tháng. Diệp Huyên lắc đầu, mỗi ngày thêm một con gà quay, một chiếc đùi cừu nướng. Kỳ An Chi ngẫm nghĩ, sau đó nói, nửa tháng. Nói tới đây, nàng ta giơ một ngón tay lên, nếu như thêm một chiếc giò heo thì 10 ngày sẽ tới thông u cảnh. Diệp Huyên gật đầu, đồng ý. Kỳ An Chi gật đầu, duyệt luôn. Ở bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng lên, giận dữ nói, Diệp thổ phỉ, không công bằng, dựa vào đâu cơ chứ? Ngươi! Lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, chẳng biết từ lúc nào trong tay nàng ta đã xuất hiện một thanh đao. Khóe miệng Mạc Vân Khởi giật giật, kỳ tỷ, ta không có ý gì khác đâu, ta có ý kiến với Diệp thổ phỉ thôi mà, ta. Diệp Huyên đứng lên, nhìn về phía Mạc Vân Khởi, cho dù ta là viện trưởng nhưng ta không phải kẻ mang chủ nghĩa cá nhân, học viện Thương Lan chúng ta rất dân chủ, bất kỳ ai cũng có thể dùng cách bỏ phiếu để quyết định. Nói xong. Hắn nhìn Kỳ An Chi cô bỏ ai? Kỳ An Chi chân thành đáp, ngươi. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó lại nhìn sang Bạch Trạch, ngươi thì sao? Bạch Trạch do dự trong thoáng chốc, lúc này Diệp Huyên đột nhiên nói, thêm đồ ăn. Bạch Trạch vội vàng đáp, ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Mạc Vân Khởi, ba so với một, ngươi thua. Vậy nên bất luận ngươi có ý kiến gì cũng không có tác dụng. Nói xong hắn quay người rời đi. Kỳ An Chi nhìn Mạc Vân Khởi, vẻ mặt không hề có ý tốt, nàng ta cắn một miếng màn thầu, sau đó quay người rời đi. Bạch Trạch nhẹ nhàng vỗ bả vai Mạc Vân Khởi, lắc đầu thở dài, ngươi quá ngu ngốc rồi. Mạc Vân Khởi. Chương 237, Điên cuồng tu luyện. Tu luyện. Trong quãng thời gian tiếp theo, bốn người điên cuồng tu luyện. Về phần tuyển học viên, bốn người đã chọn ngày rồi, khi đến hôm đó. Học viện Thương Lan sẽ nghênh đón lần đầu tiên tuyển chọn học viên đúng nghĩa trong mấy chục năm qua. Dưới sự hỗ trợ tuyên truyền của Hoàng thất Khương Quốc và Túy Tiên Lâu, việc Học viện Thương Lan muốn tuyển nhận học viên nhanh chóng lan truyền khắp Khương Quốc. Hiện giờ trong Khương Quốc có vô số người đi tới đế đô để tham gia ứng tuyển vào Học viện Thương Lan. Hiện giờ ở Khương Quốc không còn Học viện Thương Mộc nữa, Học viện Thương Lan đương nhiên sẽ là lựa chọn duy nhất. Lại thêm danh tiếng của bốn người Diệp Huyên quá lớn. Bởi vậy có vô số người Khương Quốc nghe tiếng mà tới. Đặc biệt là dưới sự ủng hộ hết mình của Túy Tiên Lâu và Hoàng thất Khương Quốc, có càng đông người tới hơn. Phía sau núi Học viện Thương Lan. Trong rừng trúc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh hắn là kiếm Liên Tú đang trôi nổi. Dưới sự điều khiển của hắn, kiếm mang điên cuồng hội tụ về hai mắt của hắn. Lặng lẽ trong nháy mắt, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Vù vù. Hai sợi kiếm mang đột nhiên từ trong hốc mắt bắn ra ngoài, tốc độ nhanh như điện, hai cây trúc cách đó 10 trượng bị chém đứt tận gốc. Khi thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Trước đó cho dù hắn đã tu luyện thành kiếm nhãn nhưng lại không có năng lực khống chế, còn hiện giờ hắn đã có thể điều khiển chuẩn xác hai sợi kiếm quang này, thế nhưng vậy vẫn chưa đủ. Tiếp tục luyện tập. Trong thời gian tiếp theo, bốn người vẫn điên cuồng tu luyện. Cho dù Diệp Huyên là viện trưởng nhưng tất cả mọi chuyện của ba người Mạc Vân Khởi gần như được hắn xử lý toàn bộ. Cách vài ngày Diệp Huyên sẽ xuống núi tu luyện, đi chuẩn bị tài nguyên tu luyện cần thiết cho đám Mạc Vân Khởi. Trừ đó ra, từng công trình của Học viện Thương Lan cũng dần được hoàn thiện, tiền chảy ra ngoài nhanh như nước vậy. Nhưng vì Học viện Thương Lan, vì ba người Mạc Vân Khởi, tiêu số tiền này cũng đáng giá. Hơn nữa hắn chưa bao giờ coi số tiền đó là sở hữu của riêng mình. Hắn không chỉ là viện trưởng của Học viện Thương Lan mà còn là huynh đệ của ba người Mạc Vân Khởi.
Hắn là đại ca thì phải chăm sóc tốt cho bọn họ, lúc nên đánh thì phải đánh, lúc nên mắng thì mắng, lúc nên bảo vệ thì hắn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Thời gian dần dần trôi qua, cách thời điểm học viện Thương Lan tuyển sinh chỉ còn chưa đầy một ngày. Buổi đêm, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong rừng trúc, hai mắt nhắm lại, kiếm Liên Tú vẫn đang làm bạn bên người hắn. Ở trong phạm vi 30 trượng xung quanh hắn, kiếm như một tấm lưới, trải rộng ra. Cảm nhận. Vào lúc này, hắn cảm nhận được tất cả mọi người xung quanh. Kiếm nhãn có 3 bước, hiện giờ hắn đã đạt tới bước thứ 2. Cảm nhận. Dùng tâm của mình đi cảm nhận thế giới này, trước đây hắn dùng mắt quan sát thế giới, mà hiện giờ hắn phải dùng tâm để quan sát thế giới này. Mắt và tâm là hai khái niệm, cũng là hai loại cảnh giới. Mắt chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, mà tâm có thể nhìn thấu bản chất. Diệp Huyên ngồi như vậy đã một ngày rồi, trong khoảng thời gian này, hắn cảm nhận được gió, được hơi thở của đất, của cỏ cây hoa lá, thậm chí là mây trắng trên trời. Cảm nhận tất cả mọi thứ. Trước kia khi còn hai mắt, hắn chưa từng cẩn thận cảm nhận những thứ này. Cô gái bí ẩn nói cho hắn biết là lúc còn sống thì phải biết ơn thế giới này. Đến bây giờ hắn đã hiểu ra vài phần câu nói của cô gái bí ẩn. Bước thứ ba của kiếm nhãn chính là nghĩ. Cái gọi là nghĩ thật ra chính là ngộ. Trong một số thời điểm phải lắng đọng, yên lặng suy nghĩ mọi việc, làm vậy rất có lợi cho bản thân. Quả thực những năm gần đây hắn quá sốc nổi rồi. Dưới ánh trăng, Diệp Huyên ngồi yên, không gian xung quanh cũng tĩnh lặng. Một bên khác, cho dù Bạch Trạch đã đạt tới thông u cảnh nhưng y chưa từng dám nơi lỏng, lười biếng, bởi vì y không muốn bị Mạc Vân Khởi bắt nạt. Nếu như Mạc Vân Khởi mạnh lên, vậy người đầu tiên hắn ta đánh chắc chắn là y rồi. Bị Diệp Thổ Phỉ đánh cũng không có gì mất mặt cả, nếu như bị Mạc Vân Khởi đánh thì mới là mất mặt. Việc Bạch Trạch cần làm hiện giờ chính là khống chế được huyết mạch chi lực của yêu thú ở trong cơ thể. Hiện giờ sức phòng ngự và sức mạnh của cơ thể y gần như không có đối thủ cung cấp, cho dù bây giờ hắn đối mặt với cường giả thần hợp cảnh cũng không chút sợ hãi. Tiền. Đó đều do dùng tiền tích lũy ra được. Trong khoảng thời gian này, chưa ngày nào mà y không dùng đan dược và các loại thuốc bổ cực phẩm, chính y cũng không biết mình đã tiêu bao nhiêu tiền nữa. Dù sao một viên đan tôi thể cũng đã mấy trăm nghìn kim tệ rồi. Ở phía sau núi Thương Lan, Mạc Vân Khởi phi nước đại trên con đường núi, trên người hắn có rất nhiều quả cầu sắt. Cố gắng. Giận dữ phấn đấu. Trong khoảng thời gian này hắn ta sống vô cùng uất ức. Thường ngày bị Diệp Thổ Phỉ bắt nạt thì không nói nữa, hiện giờ ngay cả Bạch Trạch cũng ỷ vào việc y đã đạt tới thông u cảnh mà ngày nào cũng tới đòi đơn đấu với hắn ta. Nói thì hay lắm, bảo là luận bàn nhưng thật ra tới là để đánh hắn ta. Không thể nhịn được. Ở trong dãy núi, Mạc Vân Khởi gầm lên giận dữ, tốc độ lại tăng lên, hiện giờ tốc độ của hắn ta đã nhanh hơn cả cơn gió rồi. Thể chất của hắn ta là thể chất khinh linh, nhưng không có nghĩa là có thể chất khinh linh thì không cần tu luyện. Thể chất này chỉ mang tới rất nhiều ưu thế trời ban cho hắn ta mà thôi, nhưng nếu như hắn ta không chịu cố gắng thì sẽ chẳng khác gì người thường cả. Hắn ta cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện, Diệp Huyên tìm một loại đan dược tên đan phong linh để dành riêng cho hắn ta, loại đan dược này có thể kích hoạt tiềm năng cơ thể hắn ta, giúp hắn ta lợi dụng luồng gió xung quanh để tăng tốc độ lên tốt hơn. Trừ chuyện đó ra, hắn ta còn sử dụng đan tụ khí nữa. Bởi vì hắn ta chạy tiêu hao sức lực rất lớn, nếu như không có loại đan dược này thì một ngày hắn ta không thể tu luyện lâu như vậy được. Thiên phú quan trọng. Cố gắng quan trọng nhưng tiền cũng quan trọng, phải nói là rất quan trọng. Trong bếp, Kỳ An Chi ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, bên trái nàng ta là một đống gỗ, trong tay nàng ta là một thanh đao mỏng như cánh ve. Lúc này nàng ta nhặt một khúc gỗ ở bên cạnh lên, đặt ở trước mặt, tay phải cầm đao bổ xuống dưới. Phụt, thanh gỗ bị chém đôi ở giữa, vết cắt bằng phẳng, bóng loáng như gương. Mặt Kỳ An Chi không chút cảm xúc. Không biết lấy từ đâu ra một cái màn thầu, cắn một miếng, sau đó nàng ta lại cầm một thanh gỗ lên, đặt ở trước mặt, rồi lại một đao chém xuống. Tốc độ đao rất nhanh. Dễ dàng tách đôi thanh gỗ từ chính giữa. Kỳ An Chi không chém tiếp, mà là cắn hai cái màn thầu, sau đó không biết lấy một cái đùi gà từ đâu ra. Chương 238, ngủ với người mình thích. Trong rừng trúc, Diệp Huyên không hề rời đi. Kiếm của hắn vẫn lơ lửng ở xung quanh, hắn đã đắm chìm vào bên trong rồi. Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh,
chân thực hơn những gì mắt nhìn thấy rất nhiều. Lần đầu tiên hắn nhận ra không có mắt cũng không sao cả. Không biết hắn cứ như vậy bao lâu nữa thì Diệp Huyên thu hồi kiếm của mình về, sau đó đứng dậy. Phù! Diệp Huyên thở sâu một hơi, hiện giờ hắn đang cảm thấy thoải mái vô cùng. Cảm thấy vui sướng vô cùng. Kiếm nhãn! Đó cũng là niềm tin với kiếm đạo. Phải nói công pháp kiếm ký mà cô gái bí ẩn dạy cho hắn đều là một loại tín niệm vào kiếm đạo. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm liên tú bay vào trong lòng bàn tay hắn, thanh kiếm run lên, dường như đang đáp lời hắn. Độ dung hợp 100%. Hiện giờ hắn đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của kiếm liên tú. Nếu như hắn đạt tới thông u cảnh, vậy thần hợp cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ khi đối phương cũng là yêu nghiệt siêu cấp giống như An Lan Tú. An Lan Tú. Vừa nghĩ đến cô gái này, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. An Lan Tú, Diệp Liên đều ở trung thổ thần châu. Ngoài điều đó ra, hắn cũng từng nghĩ tới việc tương lai xông tới trung thổ thần châu một lần, để cọ sát vàng thêm nhiều thiên tài yêu nghiệt. Đàn ông tốt chí ở bốn phương, phải bảo vệ được cho người quan tâm, ngủ với người mình thích. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, cất kiếm liên tú đi, dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó, đi vào trong tháp giới ngục. Bên trong tháp giới ngục, trước mặt hắn là thanh kiếm cỡ lớn của tên kiếm hoàng kia. Kiếm rất lớn, dài chừng bốn thước, hai lưỡi đều rất sắc bén, toàn thân đen nhánh, tỏa ra từng tia sáng đỏ. Trên chuôi kiếm có buộc một sợi xích màu đen, hiển nhiên là dùng để buộc kiếm lại. Thanh kiếm không hề có mũi. Thanh kiếm này tối thiểu cũng vượt qua bậc minh, cao hơn kiếm liên tú một bậc. Sau khi im lặng một hồi, cuối cùng Diệp Huyên dùng tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra mình khó lòng nhấc chuôi kiếm này lên được. Diệp Huyên thúc giục huyền khí trong cơ thể, thanh kiếm run lên, nhưng vẫn không rời khỏi mặt đất. Diệp Huyên nhíu mày lại, cuối cùng hai tay hắn cầm lấy chuôi kiếm, dùng sức nhấc lên. Thanh kiếm run rẩy, cách mặt đất chừng hơn tấc rồi lập tức rơi xuống dưới. Nặng quá! Sắc mặt Diệp Huyên ngưng lại, trọng lượng của thanh kiếm này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Diệp Huyên cảm thấy buồn phiền ghê gớm. Cắn nuốt! Hắn có thể cắn nuốt được chuôi kiếm này. Nếu như hắn cắn nuốt nó thì bản thân hắn sẽ tiến vào thông u cảnh, thậm chí kiếm liên tú cũng sẽ tăng lên tới bậc minh cực phẩm, nhưng như vậy sẽ lãng phí chuôi kiếm này rồi. Cho dù hiện giờ hắn không nhấc nổi thanh kiếm này nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không cầm nổi. Dường như nghĩ tới chuyện gì, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, sau đó thanh kiếm đó cũng được hắn lấy ra khỏi tháp giới ngục. Diệp Huyên cảm nhận thanh đại kiếm trước mặt, hai tay nắm ở chuôi kiếm. Dùng xích sắt buộc hai tay của mình và chuôi kiếm lại với nhau, sau đó hai chân mày của hắn dịch chuyển, rất nhanh, giữa trán hắn xuất hiện một chữ thổ. Đạo tắc. Hắn chưa từng quên mình có lá bài tẩy này. Mặt đất dưới chân Diệp Huyên chấn động liên hồi, rất nhanh sau đó, vô số đại địa chi lực tập trung về phía hắn. Khóe miệng Diệp Huyên tạo thành một đường cong dữ tợn, hắn mượn đại địa chi lực nhấc thanh đại kiếm này lên, lúc này, cơ bắp hai cánh tay hắn đã nổi hết lên rồi. Diệp Huyên cầm đại kiếm, xoay người phi nước đại, mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất rung nhẹ. Rất nhanh Diệp Huyên đã chạy tới trước đỉnh núi nhỏ, đúng lúc này Mạc Vân Khởi từ trên núi chạy xuống dưới. Khi thấy Diệp Huyên, hắn ngẩn người ra, sau đó nở nụ cười đê tiện, Diệp thổ phỉ, ngươi tới đúng lúc lắm, ta mới đột phá tới thông u cảnh, tới đây, để ta đánh ngươi một trận nào, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột nhảy lên cao. Sau đó cầm kiếm bổ mạnh xuống ngọn núi nhỏ trước mặt. Dưới ánh mắt của Mạc Vân Khởi, ngọn núi nhỏ kia ầm ầm sụp đổ, không chỉ như vậy, mặt đất trong phạm vi 50 trượng xung quanh bọn họ lập tức nứt ra, đất rung núi chuyển tựa như đang có động đất vậy, cảnh này đáng sợ vô cùng. Khi nhìn thấy những chuyện này, Mạc Vân Khởi nuốt nước bọt, mặt ngẩn ra. Lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa quay người nhìn về phía Mạc Vân Khởi, đánh ta một trận hả? Mạc Vân Khởi lại nuốt nước bọt, hắn ta vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo cho hắn, hiểu lầm, Diệp ca, lòng kính ngưỡng của ta dành cho ngươi cuồn cuộn kéo dài không dứt như nước sông, ngập tràn như sông lớn, đã nảy sinh là không thể ngăn cản lại nổi, ngươi đẹp trai tuấn tú, phong độ, sáng suốt mạnh mẽ, là rồng phượng trong loài người, là cực phẩm trong đàn ông, là cực phẩm trong đàn ông. Chương 239, ta sẽ gánh vác tất cả mọi thứ. Ngừng. Diệp Huyên đột nhiên đưa tay phải ra cản Mạc Vân Khởi lại.
Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, cẩn thận vô cùng, phải nói là hiện giờ hắn ta đã tiến vào trạng thái đề phòng, bởi vì hắn hiểu Diệp Huyên động việc gì cũng đánh. Diệp Huyên không hề ra tay, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Mạc Vân Khởi, những lời đó từ tận đáy lòng ngươi sao? Mạc Vân Khởi vội vàng gật đầu, đúng, đúng vậy, chắc chắn là từ tận đáy lòng ta. Diệp Huyên gật đầu, vậy ngươi nói lại thêm hai lần nữa đi. Mạc Vân Khởi. Cuối cùng Mạc Vân Khởi nói thêm mấy lần thì Diệp Huyên mới xoay người rời đi. Mạc Vân Khởi nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, hắn ta ngồi xổm xuống đan, điên cuồng nôn mửa, thầm nghĩ trong lòng, quá, đúng là không cần mặt mũi nữa mà. Một lúc sau, Mạc Vân Khởi đứng dậy, hai tay siết chặt lại, gương mặt tỏ thái độ kiên định, tương lai nhất định đáp trả gấp 10 lần nỗi nhục này cho tên Diệp thổ phỉ kia. Nói xong hắn ta hú lên một tiếng vô cùng quái dị, sau đó chạy mất hút. Diệp Huyên quay lại rừng trúc, ở bên trong tháp giới ngục, hắn cảm nhận thanh đại kiếm trước mặt, khóe miệng cong lên. Cuối cùng hắn quyết định không cắn nuốt thanh kiếm này. Bởi vì khi hắn sử dụng đại địa chi lực thì sẽ có thể sử dụng chuôi kiếm này. Khi sử dụng chuôi kiếm này, trong kiếm của hắn sẽ có thêm một luồng sức mạnh. Sức mạnh bá đạo thuần túy nhất. Có thể nói sau khi hắn sử dụng đại địa chi lực thì khi dùng thanh kiếm này thi triển nhất kiếm định sinh tử chắc chắn sẽ có hiệu quả đặc biệt. Một lúc sau, khóe miệng Diệp Huyên cong lên, thanh kiếm này vừa to vừa đen, vậy gọi nó là Đại Hắc đi. Kiếm Đại Hắc. Nói xong, hắn cười đê tiện, hiển nhiên là rất hài lòng với cái tên mình mới đặt. Diệp Huyên tính toán thực lực của bản thân mình. Hiện giờ cho dù hắn chưa đạt tới thông u cảnh nhưng chỉ cần hắn muốn là có thể tiến vào thông u cảnh. Dù sao thì bây giờ hắn cũng có tiền mà. Con át chủ bài lớn nhất của hắn hiện giờ ngoài nhất kiếm định sinh tử thì còn có kiếm nhãn. Chiêu kiếm nhãn chắc chắn có thể phát huy ra hiệu quả rất tốt, ngoài đó ra thì hắn còn có đạo tắc. Luồng lực lượng này có thể bổ sung cho nhất kiếm định sinh tử. Kiếm thế, kiếm ý, chiến ý, đại địa chi lực, nhất kiếm định sinh tử, năm thứ chồng chất lại mới chính là lá át chủ bài mạnh nhất của hắn. Về phần tháp giới ngục, hiện giờ cho dù hắn đã cận kề với cái chết thì cũng không muốn dùng tháp giới ngục. Quá đau con mẹ nó đớn rồi. Diệp Huyên quay trở về rừng trúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này hình ảnh của một cô gái hiện lên trong đầu hắn, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. An Lan Tú. Không biết hiện giờ nàng đã tiến bộ tới mức nào rồi. Một lúc xua, Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu An, chờ ta nhé. Nói xong, hắn quay người đi về phía xa. Diệp Huyên đi vào phòng bếp, Kỳ An Chi vẫn đang thái nguyên liệu. Khi thấy Diệp Huyên, nàng ta ngừng lại, nhưng trong miệng vẫn còn nửa chiếc màn thầu. Diệp Huyên mỉm cười, xuống núi mua đồ với ta nào. Kỳ An Chi không từ chối, lập tức cất đao đi, theo Diệp Huyên xuống núi. Trời đã sáng, còn chưa đầy hai canh giờ nữa là đến lúc Học viện Thương Lan chính thức tuyển học viên. Trên đường, Diệp Huyên và Kỳ An Chi chậm rãi đi tới. Không lâu sau, Diệp Huyên đã dẫn Kỳ An Chi tới Túy Tiên Lâu. Người đón tiếp Diệp Huyên là một cô gái tên Tiểu Cốc, bề ngoài thanh tú. Hiển nhiên nàng ta biết được thân phận của Diệp Huyên, vậy nên nàng ta rất khách khí. Diệp Huyên cười nói, mua quần áo. Tiểu Cốc nhìn Kỳ An Chi, mỉm cười, Diệp công tử, Kỳ cô nương, mời đi theo ta. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên và Kỳ An Chi đi tới trước. Diệp Huyên ngồi trong một căn phòng, một lúc sau, Tiểu Cốc dẫn Kỳ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyên. Lúc này Kỳ An Chi đã thay đồ rồi. Lúc này Kỳ An Chi đang mặc một bộ áo Thúy Yên màu mực, bên dưới là một chiếc máy màu xanh lá cây được tô điểm bởi những bông hoa và sương khói. Bộ đồ này không lớn không nhỏ, vừa khít với người, khiến dáng người mảnh mai của nàng ta thêm phần nóng bỏng, quyến rũ hơn. Mặc dù mặc rất nghiêm túc, nhưng không hề tỏa ra hơi thở lạnh lùng, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy yếu ớt, khiến người ta không kìm được lòng, muốn tiếp cận với Kỳ An Chi. Diệp Huyên mỉm cười, thích không? Kỳ An Chi gật đầu, thích lắm. Diệp Huyên cười nói, thích thì tốt rồi. Nói xong, hắn nhìn sang Tiểu Cốc ở bên cạnh Kỳ An Chi, lấy mấy bộ đồ nam cho ta, dựa theo vóc người của ta ấy. Còn nữa, dựa theo vóc người của ta, lấy cả mấy bộ to hơn. Hắn, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng cần phải thay mấy bộ quần áo đẹp, dù sao hôm nay cũng là một ngày trọng đại, chỉ là bọn họ đều là con trai, tùy tiện một chút cũng được. Kỳ An Chi thì khác, nàng ta là con gái, tự mình mặc thử thì tốt hơn. Tiểu Cốc cười nói, ta hiểu rồi.
Nói xong, nàng ta định quay người rời đi, mà lúc này Kỳ An Chi đột nhiên nói, ta vẫn muốn. Tiểu Cốc nhìn về phía Kỳ An Chi, Kỳ An Chi nói, ta muốn tất cả những bộ thấy khi nãy. Tiểu Cốc ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp, vâng. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Kỳ An Chi ngồi trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cầm một trái táo ở trên bàn lên, cắn một miếng, sau đó nàng ta nhìn Diệp Huyên, hỏi, vì sao? Diệp Huyên không ngốc, đương nhiên hiểu ý của Kỳ An Chi. Hắn trầm tư đôi chút, sau đó mới đáp, ta biết trước đây cô muốn mang thi thể những học viên ở trên đường nhỏ lên Thương Sơn trở về, áp lực trong lòng rất lớn, còn cả mối thù của Lão Kỳ, tâm nguyện của Lão và Học viện Thương Lan chúng ta nữa, cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hãy để ta gánh vác tất cả mọi chuyện. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói tiếp, ta đưa cho ba người các cô mấy tấm thẻ vàng, bên trong có khá nhiều tiền, đừng hà khắc với mình quá. Đặc biệt là cô, xinh đẹp như vậy rồi, muốn mua bộ quần áo nào thì hãy mua đi. Nói tới đây, trong lòng hắn cảm thấy hơi xúc động. Lúc Lão Kỳ còn sống, Học viện Thương Lan quá nghèo rồi. Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra Kỳ An Chi có không quá hai bộ quần áo, hơn nữa còn đều đã rất cũ kỹ rồi. Về phần tài nguyên tu luyện, cho dù không thiếu nhưng tuyệt đối không hề nhiều, thậm chí là phải nói ít tới thảm thương. Hắn khó lòng tưởng tượng được Kỳ An Chi đã làm như thế nào mới tu luyện được tới cấp bậc này. Kỳ An Chi ăn táo, không nói gì cả. Chương 240, chào mọi người, ta là Mặc Ngu Ngốc. Lúc này Tiểu Cốc mang một cái dương lớn vào trong phòng. Diệp Huyên thu cái dương vào trong tháp giới ngục, hắn đang định trả tiền thì Tiểu Cốc vội vàng nói, Diệp công tử, ta không dám thu tiền của ngài đâu. Túy Tiên Lâu chúng ta xin miễn phí tặng những thứ này cho Diệp công tử, xin Diệp công tử đừng từ chối. Diệp Huyên lắc đầu, cười một tiếng, chuyện này không được, quan hệ là quan hệ, tiền thì vẫn phải trả, nếu không thì ta không mua ở nơi này nữa. Nói xong hắn lấy một túi tiền nhỏ đưa cho Tiểu Cốc, ta nghĩ đã đủ rồi. Tiểu Cốc hơi do dự, nhưng Diệp Huyên đã dẫn theo Kỳ An Chi quay người rời khỏi đây. Tiểu Cốc vội vàng đi tiễn. Diệp Huyên từ tốn đi trên đường phố, Kỳ An Chi thì đi theo sau, chẳng biết từ khi nào trong tay nàng ta đã có thêm một chiếc đùi gà, hai người không ai nói gì cả, cái bóng sau lưng càng lúc càng dài. Nửa canh giờ sau, vầng thái dương đỏ chậm rãi mọc lên từ cuối chân trời, một ngày mới đã bắt đầu. Ngày hôm nay, có rất nhiều người đi tới Học viện Thương Lan. Gia nhập Học viện Thương Lan. Không cần nghi ngờ gì cả, đây là mục tiêu của vô số thanh niên Khương Quốc. Hiện giờ toàn bộ Khương Quốc đã không còn Học viện Thương Mộc nữa rồi, những người trẻ tuổi này muốn trở nên nổi bật thì gia nhập Học viện Thương Lan chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Phải biết chỉ cần gia nhập học viện thì đồng nghĩa với việc có người dạy bảo, cũng có tài nguyên tu luyện. Ngày hôm nay, dưới núi Kỳ vẫn đông nghìn nghịt người. Nhiều lắm, rất nhiều. Khi bốn người Diệp Huyên từ trên núi nhìn xuống dưới thì đều ngẩn ra. Cả bốn người đều không ngờ rằng lại có nhiều người tới như vậy. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, nhiều người quá. Diệp Huyên mỉm cười, chuyện tốt mà. Nhiều người đồng nghĩa danh tiếng của Học viện Thương Lan đã được lan truyền ra ngoài. Mạc Vân Khởi gật đầu, hưng phấn nói, không ngờ rằng Mạc Vân Khởi ta cũng sẽ làm đạo sư. Đạo sư? Học viện Thương Lan không hề có cường giả tọa chấn, bởi vậy bốn người bọn họ đều là đạo sư. Ngoại trừ thân phận đạo sư thì một vài việc trong Học viện Thương Lan cũng do bốn người bọn họ phụ trách, nói chung là ở đâu thiếu người thì bốn người bọn họ sẽ tới nơi đó. Hôm nay cả bốn người đều cố tình ăn diện, đặc biệt là Kỳ An Chi, nàng ta vốn đã đẹp rồi, hiện giờ khi mặc một bộ váy xinh đẹp vào nữa thì càng tôn nên vẻ đẹp của nàng ta. Thấy bên dưới ngày càng nhiều người, Diệp Huyên nói nhỏ, nếu Lão Kỳ còn sống thì tốt biết bao. Lão Kỳ. Nghe vậy. Nụ cười trên gương mặt ba người Mạc Vân Khởi động lại. Kỳ An Chi siết chặt tay, không nói gì. Một lúc sau, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, Lão Kỳ, ông hãy nhìn cho kỹ nhé, tương lai Học viện Thương Lan sẽ trở thành học viện tốt nhất trong địa phận Thanh Châu, không, là học viện tốt nhất Thanh Thương Giới. Nói xong, hắn đi xuống chân núi. Ba người Mạc Vân Khởi theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc bốn người Diệp Huyên đã đi tới chân núi, khi thấy bốn người Diệp Huyên, tất cả mọi người có mặt ở đó đều xôn xao. Thậm chí có một số người đã bắt đầu gọi tên bốn người. Ở bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi chắp tay ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc.
Bạch Trạch cũng đứng thẳng người, tỏ dáng vẻ vô cùng chăm chú. Tay phải Kỳ An Chi giấu ở sau lưng, trong tay là một chiếc đùi gà. Hai tay Diệp Huyên từ từ đưa lên cao, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, ngay lập tức, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Diệp Huyên đi tới trước một bước, Mạc Vân Khởi vô thức định đi tới trước nhưng bị Bạch Trạch kéo lại. Bạch Trạch trừng mắt lên với Mạc Vân Khởi, Diệp Thổ Phỉ định phát biểu, ngươi làm loạn gì chứ hả? Mạc Vân Khởi. Phía dưới, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, hoan nghênh mọi người tới Học viện Thương Lan, ta là Diệp Huyên, viện trưởng của Học viện Thương Lan, hôm nay Học viện Thương Lan ta tuyển chọn 30 học viên từ bên ngoài, 30 học viên này chắc chắn sẽ phải trải qua 3 cửa ải kiểm tra, những người thành công vượt qua sẽ trở thành học viên của Học viện Thương Lan. Đương nhiên nếu như đã đủ số mà vẫn có người vượt qua cửa ải kiểm tra thì cũng có thể gia nhập vào Học viện Thương Lan. Nghe vậy, vô số người bên dưới lập tức hoan hô. Chỉ tuyển 30 người đúng là hơi ít. Diệp Huyên nói như vậy thì chính là khiến cơ hội của bọn họ được tăng cao. Diệp Huyên tươi cười, tiếp tục nói chuyện kiểm tra do đạo sư Mạc Vân Khởi của Học viện Thương Lan phụ trách, hiện giờ hắn sẽ giải thích cho mọi người. Nói xong hắn đứng sang một bên. Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, hắn ta đi về phía trước một bước, nhìn đám người đông nghịt ở bên dưới, Mạc Vân Khởi cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch. Mạc Vân Khởi hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác căng thẳng ở trong lòng, hắn mỉm cười nói, chào mọi người, ta là Mạc Ngu Ngốc. Nói tới đây, hắn ta đột nhiên ngừng lại, hình như cảm nhận được điều gì đó không thích hợp. Đám người. Chương 241, ta không thiên vị được đâu. Ba chữ Mạc Ngu Ngốc vừa vang lên, bốn bề im phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mạc Vân Khởi ngây ra như phỗng, tự hỏi mình vừa nói cái quái gì vậy. Hắn ta ngó sang Bạch Trạch, thấy y đang nhìn lại bằng ánh mắt kỳ thị. Diệp Huyên bỗng đứng dậy, mọi người đừng lấy làm lạ, chỉ là Mạc đạo sư thích pha trò thôi. Mạc Vân Khởi vội vàng chữa cháy, đúng vậy, chỉ là pha trò thôi. Xin chào, ta là đạo sư Mạc Vân Khởi của Học viện Thương Lan, về sau mọi người có thể gọi ta là Mạc đạo sư. Lần khảo hạch này có 3 ải đều do ta chủ trì, hy vọng mọi người cố gắng hết sức. Nghe vậy, vô số người bên dưới vội vàng dẹp nụ cười trên mặt đi. Tuyệt đối không được đắc tội vị đạo sư khảo hạch này. Diệp Huyên lại đứng dậy, khảo hạch bắt đầu. Cửa ải thứ nhất là sóng to đáy cát. Bởi vì người đến tham gia khảo hạch lần này quá nhiều, trình độ chắc chắn sẽ có chênh lệch nên Diệp Huyên đã nhờ Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc hỗ trợ dựng nên một pháp trận khổng lồ dưới chân núi Thương Lan. Nó có tác dụng khảo hạch sức chịu đựng, hay đúng hơn là trình độ của những người này, từ đó tuyển chọn người phù hợp. Diệp Huyên vừa dứt lời, một luồng áp lực vô hình bỗng nghiền xuống đám người ở dưới. Ban đầu còn không có chuyện gì xảy ra nhưng dần dà đã có người chịu không nổi, chỉ chốc lát đã có người thối lui. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên và một ông lão bước tới trước. Diệp Huyên nhìn hai gương mặt quen thuộc kia mà ngây ngẩn. Đó chính là gia chủ hai nhà Lý Trương ở Thanh Thành, Lý Ngọc và Trương Liệt. Hắn vội vàng chạy đến, hai vị tiền bối sao lại đến đây? Thấy Diệp Huyên còn nhận ra họ, hai người kia có chút kích động, vội vàng khom mình tham kiến Diệp viện trưởng. Diệp Huyên lắc đầu, hai vị đừng như vậy, gọi ta Diệp Huyên là được rồi. Tuy hắn từng giao chiến với hai nhà Lý Trương rất nhiều khi còn là thế tử nhà họ Diệp nhưng hắn cũng không quên sự trợ giúp của Lý Ngọc, Trương Liệt và cả thành chủ Khương Niệm khi hắn dẫn muội muội rời khỏi Thanh Thành. Trước thái độ hòa nhã của Diệp Huyên, nụ cười trên mặt Lý Ngọc và Trương Niệm càng rõ ràng hơn. Lý Ngọc ôm quyền, hai chúng ta đưa con cháu trong tộc đến tham dự khảo hạch của Học viện Thương Lan. Ồ! Khóe môi Diệp Huyên vểnh lên, là hai vị nào? Lý Ngọc chỉ vào trong nhóm người xa xa, chính là hai người đó, bọn hắn cũng muốn gia nhập Học viện Thương Lan. Diệp Huyên nhoẻn cười, ta không thiên vị được đâu. Lý Ngọc vội vàng giải thích, nếu bọn nó không thể tự gia nhập bằng thực lực của mình thì là do bọn nó tài hèn sức mọn. Trương Liệt cũng cười, đúng vậy, bọn hắn đều lấy ngươi làm tấm gương, càng không muốn ngươi cho bọn nó đi cửa sau. Hôm nay, Thanh Thành đã nổi danh khắp Khương Quốc, cư dân ở đây ai ai cũng tự hào vì Diệp Huyên. Diệp Huyên chỉ cười, nam nhi Thanh Thành ta đương nhiên phải có cốt khí. Thấy Lý Ngọc có vẻ do dự muốn nói lại thôi, hắn hỏi, sao vậy? Gia chủ nhà họ Lý thấp giọng thở dài, thành chủ Khương Niệm đã qua đời rồi.
Qua đời, Diệp Huyên khẽ cau mày, vì sao? Lý Ngọc trầm giọng đáp, Khương huynh đột phá cảnh giới thất bại, gặp phải phản phệ không thể cứu chữa, 3 ngày trước đã qua đời. Nhưng theo suy đoán của chúng ta, có lẽ huynh ấy bị người ám hại. Đôi mày Diệp Huyên càng nhíu chặt, bị ám hại. Lý Ngọc gật đầu, có thể chính là người huynh đệ Khương Cổ của huynh ấy. Sau khi Khương huynh chết, người này trở thành thành chủ, sau đó thê tử Khương huynh đều bị đuổi khỏi phủ thành chủ. Nếu hai nhà chúng ta không giúp đỡ, e rằng họ đã bỏ mạng oan uổng rồi. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên lên tiếng. Sau khi hai vị trở về, ta sẽ báo quốc chủ phái người đến Thanh Thành điều tra cho rõ ngọn ngành, trả lại công bằng cho Khương tiền bối. Lời này của hắn nhận được một cái vái tạ thật sâu từ hai vị gia chủ. Diệp Huyên không khỏi cảm khái trong lòng. Hắn mới đến đế đô không được bao lâu, nhưng Thanh Thành e rằng đã là cảnh còn người mất. Lý Ngọc do dự một hồi rồi nói, thật ra thì, lần này nhà họ Diệp cũng có người đến tham dự khảo hạch của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên sửng sốt. Nhà họ Diệp cũng đến. Chương 242, xin lỗi, ta không muốn nghe. Gia chủ nhà họ Lý chỉ vào một cô gái tầm 17, 18 tuổi trong đám người. Nàng ta mặc váy dài bó sát, tóc tết đuôi sam nhỏ sau gáy, giờ phút này đang siết tay nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Diệp Hinh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Cô gái này là cháu nội của trưởng lão Diệp Kình, khi hắn còn ở nhà họ Diệp cũng từng gặp mặt mấy lần nhưng cũng không có qua lại gì hơn. Lý Ngọc nhẹ giọng nói, nhà họ Diệp hôm nay cũng không tốt lắm. Hắn lắc đầu, ta và họ đã không còn quan hệ. Lý Ngọc nghe vậy thì thở dài. Diệp Huyên càng xuất sắc bao nhiêu thì nhà họ Diệp càng thê thảm bấy nhiêu, đến giờ gần như đã trở thành trò cười cho toàn bộ Khương quốc. Bỗng Diệp Huyên mời, hai vị tiền bối vào điện làm chén trà. Lý Ngọc vội từ chối, không không, chúng ta ở đây trông chừng hai tên tiểu tử kia. Diệp Huyên cười, cũng được, ta còn chút chuyện phải xử lý, xin cáo từ trước. Lý Ngọc đáp lại, cậu cứ tự nhiên. Diệp Huyên gật đầu rồi rời đi cùng Kỳ An Chi và Bạch Trạch. Nhìn bóng lưng hắn xa dần, Lý Ngọc khe khẽ thở dài, cậu ta vẫn trọng tình nghĩa thế này, Khương Niệm à, huynh có thể nhắm mắt rồi. Trương Liệt gật gù, lựa chọn ban đầu của chúng ta đã đúng. Mà nhà họ Diệp, ôi! Lý Ngọc lạnh nhạt, họ tự làm bậy, không thể trách ai. Để Mạc Vân Khởi ở lại phụ trách khảo hạch, ba người Diệp Huyên trở về ngồi quanh chiếc bàn trong điện Thương Lan. Diệp Huyên nói với Kỳ An Chi, ta đã nhờ Túy Tiên Lâu tìm một nhóm đầu bếp đến, giao cho cô quản lý. Kỳ An Chi vội gật đầu, được. Bạch Trạch xen vào, Diệp Thổ Phỉ, ngươi xem có cần thuê người đến lo liệu sinh hoạt thường ngày của học viên không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Mấy chuyện như giặt rũ gì đó để học viên tự giải quyết. Họ đến đây để tu luyện và học tập, không phải để hưởng thụ. Bạch Trạch ngẫm nghĩ, cũng phải. Diệp Huyên lại nói, lão Bạch, chốc nữa sẽ có mấy vị học sĩ uyên thâm đến đây, tuy thực lực họ không cao nhưng học vấn lại sâu rộng, ngươi phải chiêu đãi bọn họ kỹ càng. Ta cũng sẽ bảo Mặc Ngu Ngốc yêu cầu học viên phải tôn trọng mấy vị học sĩ ấy, bằng không sẽ đuổi thẳng, không bao giờ nhận vào nữa. Không chỉ học viên mà chúng ta cũng phải tôn kính họ, không được thất lễ. Bạch Trạch gật đầu, được. Diệp Huyên nhẹ giọng, trên đường tu luyện, trước tiên phải tu nhân tính đã. Học viên đã vậy, chúng ta càng phải vậy. Sau một phen do dự, Bạch Trạch hỏi, Diệp Thổ Phỉ, ngươi thật sự muốn biến Học viện Thương Lan ta thành học viện lớn nhất thanh thương giới này ư? Diệp Huyên gật đầu chắc nịch, đã làm phải làm cho chót. Bạch Trạch nhìn hắn, được, đã làm phải làm cho chót. Kỳ An Chi chỉ nhìn hắn, không nói gì. Chớp mắt đã tới nửa đêm, tất cả học viên đã trải qua khảo hạch. Trong đó có 42 người thông qua toàn bộ. Trước điện Thương Lan, Mạc Vân Khởi dẫn 42 người này đến trước mặt ba người kia. Họ đồng loạt thi lễ với Diệp Huyên, hô to tham kiến viện trưởng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã vào Học viện Thương Lan ta, mỗi người đều phải tự dựa vào bản thân mình. Viện quy tạm thời chưa có nhưng sẽ nhanh chóng được đặt ra. Đạo sư tu luyện hiện giờ chỉ có 4 người chúng ta, về sau sẽ thu nhận nhiều vị càng tài giỏi hơn. Trước mắt các người chịu khó vậy. Nghe vậy, nhiều người phía dưới không khỏi bật cười. Diệp Huyên hỏi Bạch Trạch, mấy vị học sĩ kia đến chưa? Bạch Trạch toan mở miệng thì thấy ba bóng người đang đi đến cách đó không xa, trong đó có hai ông lão và một cô gái mặc váy đen ngồi xe lăn. Diệp Huyên lập tức nhận ra đó chính là quốc sư Lục Chiêu Ca.
Sau mấy giây sửng sốt, hắn vội chạy tới nghênh đón, Lục quốc sư, cô. Lục Chiêu Ca mỉm cười, không hoan nghênh ta ư. Diệp Huyên lắc đầu cười cười, tất nhiên là có rồi, nhưng cô có chắc là muốn trở thành đạo sư của học viện Thương Lan ta không? Ta nói trước, tiền lương chẳng được bao nhiêu đâu. Liệu Chiêu Ca khẽ cười, không sao cả. Nói xong, nàng ta vươn bàn tay ngọc giới thiệu hai ông lão bên cạnh, hai vị này là Mạc Nguyên tiền bối và Phong Lam tiền bối, đều là bậc thầy học thuật. Diệp Huyên vội gọi ba người bạn đến thi lễ với hai vị. Sự khách khí của họ đem lại một nụ cười trên hai gương mặt già nua, cũng ôm quyền đáp lễ với bọn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, hai vị tiền bối và Lục quốc sư sẽ phụ trách việc học thuật hàng ngày của học viên, dạy những gì do các vị quyết định. Mạc Nguyên quan sát Diệp Huyên, lão phu có câu hỏi. Hắn cười, mời tiền bối. Vì sao phải học học thuật? Theo ta được biết, học viện Thương Mộc và Thương Lan mấy trăm năm trước đã hủy bỏ nội dung này. Diệp Huyên thoáng trầm ngâm giây lát rồi nói, tuy sức mạnh rất quan trọng trong thế giới này nhưng cũng không thể chỉ dựa vào đó để đánh giá một người, cách đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Những lời này khiến Mạc Nguyên gật gù, ý tưởng như ngươi đúng là hiếm thấy. Hiếm thấy. Diệp Huyên lại ôm quyền với ba người mới đến, ba vị, học viện Thương Lan vừa kiến thiết lại, còn nhiều chỗ thiếu sót, nếu tiếp đón không được chu toàn, xin thứ lỗi cho. Mạc Nguyên lắc đầu, những thứ này đều là chuyện nhỏ, nhưng về sách vở. Diệp Huyên cười, yên tâm, ta đã nhờ Túy Tiên Lâu giúp thu thập các loại sách vở, khi ấy sẽ giao cho ba vị toàn quyền xử lý. Mạc Nguyên nhẹ nhàng vuốt râu, vậy thì quá tốt. Diệp Huyên đưa ba người đến trước nhóm học viên. Nghiêm nghị nói, ba vị tiền bối này chính là đạo sư của học viện Thương Lan ta, sẽ phụ trách việc học thuật của các ngươi. Họ sẽ tổ chức khảo hạch, nếu không thông qua hai lần sẽ trực tiếp bị đuổi khỏi học viện, không nhận lại nữa. Học thuật. Những học viên ở dưới ngơ ngác. Diệp Huyên lại hỏi, có vấn đề gì không? Có thì ra đây tay đôi. Mọi người. Mạc Vân khởi méo cả miệng. Cái tên thổ phỉ này. Thấy không ai hó hé gì. Diệp Huyên gật gù định nói tiếp thì bị một tiếng cười vọng đến cắt ngang, chúng ta có. Tất cả quay lại nhìn thấy bốn người đang đi đến, được dẫn đầu bởi một người đàn ông mặc áo khoác sang trọng, tay cầm quạt xếp, bên hông đeo một viên ngọc trắng bóng loáng. Hắn ta nhìn Diệp Huyên một hồi rồi cười, thì ra viện trưởng Thương Lan là một kẻ mù. Chậc chậc, ban nãy ngươi hỏi ai có vấn đề gì không, thì ta đây, ta có. Bỗng nhiên, Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Nhoáng cái đã xuất hiện lại trước mặt người kia. Hắn ta biến sắc vừa nhấc chân lui lại đã bị một thanh kiếm đâm thủng ngay giữa mày. Những người khác hốt hoảng. Diệp Huyên thu kiếm lại, lạnh lùng nói, ngươi có vấn đề. Xin lỗi, ta không muốn nghe. Chương 243, vẫn là người một nhà. Tất cả học viên nín thinh nhìn Diệp Huyên, tự hỏi có phải viện trưởng ra tay tàn bạo quá rồi không? Nhưng Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch vẫn giữ vẻ bình thản. Bởi họ đã quá quen với cái tính thẳng thắn của bạn mình. Ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ tốt lại, nhưng nếu ngươi đối địch với hắn, hắn có thể giết ngươi mà không chớp mắt lấy một lần. Cách đó không xa, Mạc Nguyên và Phong Lam im lặng quan sát. Diệp Huyên thu kiếm về, nhìn ba người còn lại đang không ngừng thối lui với gương mặt trắng bệch. Chỉ vậy thôi hắn đã giết người. Có lộn hay không vậy? Quan trọng nhất là, cứ thế mà giết. Ba người kia sợ đến rụng rời tay chân. Diệp Huyên hỏi, các ngươi có câu hỏi gì không? Hắn không phải kẻ cuồng sát, nhưng đối mặt với mấy kẻ ôm ý xấu rõ ràng này thì cứ tiêu diệt từ trong trứng nước đá. Ba người kia nhìn hắn với vẻ kiêng kỵ. Một người thấp giọng hỏi, bốn chúng ta là người Sở Quốc, lần này đến đây để xác nhận có phải tam hoàng tử nước chúng ta đã bỏ mạng dưới tay ngươi hay không? Hoàng tử Sở Quốc. Diệp Huyên nhíu mày. Nhanh chóng nhớ ra gã đàn ông mặc giáp bạc kia, bèn gật đầu, đúng vậy. Có vấn đề gì không? Vấn đề gì ư? Ba người co rúm lại, không dám cậy mạnh hay dọa nạt gì nữa, vội vàng xoay người muốn chạy. Khoan đã, Diệp Huyên gọi theo. Ba người biến sắc nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ thi thể trên đất mang đi. Bọn họ không dám hó hé gì nữa, vội khênh thi thể đi mất dạng. Sau đó, Diệp Huyên quay sang các học viên, học tập cho tốt, cố gắng tu luyện. Hắn dặn dò xong thì cũng đi mất, để lại một đám học viên trố mắt nhìn nhau. Phong Lam khẽ lắc đầu, lệ khí quá nặng. Lục Cửu Ca không cho là vậy, Phong lão sai rồi. Thấy Phong Lam nhìn sang, nàng ta khẽ nói, hắn đang chấn nhiếp.
Trấn Nhiếp ư? Phong Lam cau mày, ta cảm thấy là vô cớ gây thù thì đúng hơn. Lục Cửu ca cười, nếu ta đoán không sai thì Túy Tiên Lâu hẳn đã báo cho hắn về thân phận thật sự của bốn người này. Nói cách khác, hắn biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, vì vậy dùng phương pháp trực tiếp nhất để xử lý mà thôi. Phong Lam hạ thấp giọng, sau lưng hắn là một vị kiếm tiên. Sở Quốc điên rồi sao? Nụ cười vẫn hiện diện trên môi Lục Quốc sư, việc này Lão Khương biết, Cửu Lâu chủ biết, thế giới ngầm biết, Tổng viện Thương Mộc biết, nhưng những người khác có biết không? Ngoài những người vừa kể ra, còn lại đều đã chết rồi. Phong Lam rơi vào im lặng. Lục Cửu ca nhẹ nhàng nói, hai vị, nho gia của các vị gần như đã biến mất khỏi Thanh Thương giới kể từ năm ấy, nếu muốn quật khởi thì phải thay đổi một vài ý tưởng và quan niệm. Vị viện trưởng Diệp Huyên này chính là lựa chọn tốt nhất của hai vị. Hai vị học giả trầm tư. Lục Cửu ca ngả người vào xe lăn, hắn thật sự muốn thành lập học viện Thương Lan. Rồi lại không muốn học viên chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, đây chính là cơ hội của hai vị. Mạc Nguyên nhìn nàng ta, còn cô, binh gia đang ấp ủ âm mưu gì? Khương Cửu ư? Lục Cửu ca chỉ cười không nói. Trong điện Thương Lan, bốn người ngồi quanh bàn. Diệp Huyên nhịp tay lên mặt gỗ, không nói gì. Hai ông già kia không đơn giản đâu. Mạc Vân Khởi đột nhiên lên tiếng rồi nhìn Bạch Trạch, ngươi tìm ở đâu ra thế? Bạch Trạch nhếch môi, Lục Quốc sư tìm giúp. Hắn ta quay sang Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ, ngươi thấy sao? Diệp Huyên đáp sau một hồi im lặng, vẫn như cũ, chúng ta tự để ý là được. Mạc Vân Khởi gật gù, chỉ có thể vậy thôi. Diệp Huyên lại nói, từ giờ trở đi, bốn chúng ta ngoại trừ tu luyện ra còn phải thay phiên nhau dạy học viên. Việc phân phối những tài nguyên kia giao cho cô, An Chi. Kỳ An Chi gật đầu. Diệp Huyên chỉ hai người còn lại, mục tiêu trước mắt của hai ngươi là củng cố căn cơ thông u cảnh, sau đó nhanh chóng đột phá thần hợp cảnh. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Mạc Vân Khởi gật đầu, biết rồi. Diệp Huyên đứng dậy, trong vòng nửa năm, ta sẽ đến đế quốc Đại Vân ở Thanh Châu. Trong vòng một năm, chúng ta sẽ đến trung thổ thần châu dập đầu trước sư tổ. Các ngươi có ý kiến gì không? Mạc Vân Khởi do dự, chỉ dập đầu thôi à? Diệp Huyên lắc đầu, không cần nghĩ, chắc chắn là đánh trước dập sau. Mạc Vân Khởi cười khổ, vậy là phải đánh Thanh Châu trước rồi mới đến Trung Thổ Thần Châu đúng không? Nắm tay Diệp Huyên siết lại, nếu thế giới này chỉ có kẻ mạnh làm vua, thì chúng ta sẽ trở thành kẻ mạnh. Mạc Vân Khởi chợt vỗ bàn cái rầm, thét lên, đúng vậy, trở thành kẻ mạnh. Mẹ nó, Tổng viện Thương Lan dám xem thường chúng ta, phải cho họ biết chúng ta mạnh hơn nhiều, giúp Lão Kỳ được hả giận. Bạch Trạch cũng hùa theo vỗ xuống, ai dè cái bàn nát bấy dưới tay y. Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi liếc sang, muốn nói gì? Bạch Trạch đáp, phải đánh Tổng viện Thương Lan. Bọn họ không làm gì ta, ta cũng phải đánh họ, cho dù chỉ để xả cơn giận này. Diệp Huyên gật đầu, tu luyện cho tốt đi. Ta hy vọng sau này cho dù là ai đi trước, khi quay đầu lại cũng sẽ thấy mọi người còn ở đây. Nói xong hắn rời khỏi đại điện. Bạch Trạch bỗng bật dậy. Trừng Mạc Vân Khởi, đi tu luyện lẹ lên, đừng để ông đây có ngày phải nhặt xác cho ngươi. Thấy y quả quyết rời đi, Mạc Vân Khởi nghiến răng ken két má, xem thường ta vừa thôi chứ. Cứ chờ đấy cho ông. Rồi trực tiếp biến mất tại chỗ, để lại một mình Kỳ An Chi thong thả gặm đùi gà trong điện. Diệp Huyên đang muốn đi ra sau núi thì bỗng ngừng bước, xoay người lại đối mặt với cô gái xinh xắn sau lưng. Diệp Hinh nhìn hắn với vẻ sợ sệt, hai tay siết lấy góc váy. Không dám lên tiếng. Có chuyện gì, Diệp Huyên đánh vỡ sự im lặng. Diệp Hinh cúi đầu đến gần, đường. Đường huynh. Diệp Huyên lắc đầu, là viện trưởng. Diệp Hinh càng cúi gằm mặt, cả người rúm lại. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ vai nàng ta, ở nơi này, ta là viện trưởng, ngươi là học viên, vẫn là người một nhà. Xong rồi hắn dứt khoát rời đi, khiến Diệp Hinh sửng sốt nhìn theo một hồi lâu rồi nở nụ cười. Vẫn là người một nhà. Vậy đã là rất tốt rồi. Nàng ta gạt nước mắt trên mặt, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Diệp Huyên đi thẳng vào rừng trúc. Nhà họ Diệp ư. Hắn đã không còn chút cảm tình gì với nơi sẽ không trở về ấy nữa. Hắn ngồi xếp bằng trong rừng trúc, kiếm ý nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Kiếm nhãn. Kiếm kỹ này cũng là một trong những đòn sát thủ của hắn, vì vậy mục tiêu của hắn chính là luyện nó đến trình độ cao nhất. Bốn người Diệp Huyên tiếp tục điên cuồng tu luyện.
Chương 244, đánh trước đã. Hoàng cung Khương Quốc. Quốc chủ Khương Nguyên khoác long bào cười hỏi khi nhìn thấy một nam tử trung niên bước vào, sứ giả Sở Quốc, quý quốc chủ vẫn mạnh khỏe chứ? Đối phương lạnh lùng đáp lại, không. Câu trả lời này khiến mấy vị đại thần nhíu mày không hài lòng, Khương Nguyên cũng tỏ vẻ không vui. Nam tử tiếp lời, quốc chủ Khương Quốc, trong bí cảnh Ninh Quốc, tam hoàng tử nước ta bỏ mạng dưới tay một kẻ tên Diệp Huyên học viên học viện Thương Lan của quý quốc. Về chuyện này, quý quốc nên cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Sắc mặt Khương Nguyên trở nên lạ lùng. Nam tử kia nổi giận, kẻ này dám sát hại hoàng tử nước ta, nên tru cửu tộc. Hắn. Khương Nguyên bỗng lắc đầu ngắt lời, xin lỗi, Diệp Huyên là người Khương quốc ta, không đến lượt Sở quốc nhúng tay vào. Nam tử trung niên nheo mắt lại, Khương quốc muốn bao che cho kẻ này. Thần sắc Khương Nguyên cũng lạnh đi, đúng, chúng ta muốn bao che cho hắn. Đối phương hằn học nhìn ông ta, vì một Diệp Huyên mà Khương quốc sẵn sàng châm ngòi xích mích với Sở quốc ta ư. Khương Nguyên lạnh lùng đáp, Khương quốc ta không muốn xích mích cùng quý quốc. Nhưng Diệp Huyên là người nước ta, chúng ta không cho phép bất kỳ ai động đến hắn. Câu trả lời đanh thép này khiến sắc mặt nam tử trở nên xấu xí, hiển nhiên ông ta không nghĩ đến việc Khương quốc lại bao che cho Diệp Huyên đến vậy. Không có một vị đại thần nào bước ra. Bọn họ dĩ nhiên biết Diệp Huyên chính là thiếu niên thần kỳ một tay tiêu diệt học viện Thương Mộc. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết bối cảnh sau lưng hắn không đơn giản. Nam tử lạnh lùng cười, hay cho Khương quốc, chờ đấy. Nói xong lập tức đi mất. Trong điện, Khương Nguyên nhàn nhạt ra lệnh, phái người đến học viện Thương Lan, báo cho Diệp quốc sĩ phải cẩn thận Sở quốc giở trò. Rõ. Chấm chấm chấm. Sở quốc nằm ở phía bắc Khương quốc, vị trí cũng cách nhau khá xa, chính vì vậy mà chưa từng phát sinh xung đột gì. Hoàng cung Sở quốc. Quỳnh. Một tiếng vang nổ ra trong đại điện, theo sau là một giọng nam quát to, hay cho Khương quốc chúng. Người vừa quát lên là một nam tử trung niên khoác long bào, hiển nhiên chính là quốc chủ Sở Chiếu Thiên. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp đang khóc nức nở, bệ hạ, thù của Hàn Nhi không thể không báo, bằng không nó làm sao có thể nhắm mắt. Sở Chiếu Thiên phẫn hận nhìn nam tử trước mặt, Khương quốc thật sự muốn bao che cho kẻ này. Đối phương vội vã gật đầu, vâng, quốc chủ Khương quốc còn dám nói lời cuồng vọng, rằng nếu Sở quốc ta dám động đến Diệp Huyên kia thì sẽ bắt chúng ta phải trả giá đắt. Hay, hay lắm. Gương mặt Sở Chiếu Thiên vằn vẹo đi, hay cho Khương quốc, vì một thằng oát con Diệp Huyên mà không tiếc khai chiến cùng Sở quốc ta. Bỗng nhiên, một lão già đứng gần đó lên tiếng. Bệ hạ, e rằng chuyện này không đơn giản. Thấy Sở Chiếu Thiên nhìn sang, lão ta thấp giọng nói, ta đã điều tra, biết được thiếu niên Diệp Huyên kia không phải tầm thường. Tuổi tuy còn trẻ, chỉ mới đến lăng không cảnh nhưng đã có thể giết cường giả thông u cảnh. Ngoài ra, trong những thiên tài vào bí cảnh hôm ấy, cả cam thập tam của học viện Thương Mộc ở Đại Vân cũng chết dưới tay hắn. Thiên tài bảng võ cam thập tam. Thông tin này khiến thần sắc Sở Chiếu Thiên trở nên nghiêm túc. Lão già tiếp lời, hơn nữa, theo lão phu điều tra, học viện Thương Mộc ở Khương quốc đã bị tiêu diệt, tuy là có sự trợ giúp của Hoàng Thất và Túy Tiên Lâu nhưng không thể chối bỏ sự lợi hại của thiếu niên này, bằng không hai thế lực ấy sẽ không giúp đỡ hắn. Theo lão phu suy đoán, kẻ này chắc chắn có thế lực lớn hoặc một siêu cường giả sau lưng. Sở Chiếu Thiên dần bình tĩnh lại, tiếp tục. Lão già thi lễ, cam thập tam là học viên đứng đầu học viện Thương Mộc ở Đại Vân, họ há có thể bỏ qua trước cái chết của hắn ta. Nhưng thiếu niên kia và mấy tên học viên Thương Lan vẫn sống khỏe mạnh cho hiện tại, chuyện này quá bất thường. Những thiên tài ngày ấy vào bí cảnh cũng có một ít thế lực chống lưng, cũng từng phái người đến Khương quốc trả thù, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì. Đôi tay Sở Chiếu Thiên chậm rãi siết lại, có tra được người sau lưng hắn không? Lão già lắc đầu, không, một chữ cũng không. Bệ hạ, người này không hề đơn giản, lão phu đề nghị đừng nên trêu vào. Vậy chẳng lẽ Hàn Nhi cứ thế bỏ mạng hay sao? Người phụ nữ ăn mặc xa hoa cả giận thét lên. Lão già chỉ lặng lặng nhìn bà ta. Sắc mặt Sở Chiếu Thiên trầm xuống, không rõ đang suy tính những gì. Người phụ nữ toan lên tiếng thì bị ông ta quắc mắt chừng cho ngậm miệng lại, tiếp tục khóc thút thít. Một hồi sau, Sở Chiếu Thiên hỏi lão già, không điều tra được một chút gì sao? Lão ta lắc đầu, đã phái ra tất cả thám tử vẫn không thu hoạch được gì. Sắc mặt Sở Chiếu Thiên trở nên âm u. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến từ bên ngoài, thù giết con sao có thể không báo?
Quốc chủ Sở Quốc nhìn sang, thấy một người mặc áo choàng đen đứng đó. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy thị vệ mặc giáp vàng sáng loáng xuất hiện trong đại điện. Người áo đen nhàn nhạt lên tiếng, tại hạ người Đường Quốc, thay mặt quốc chủ đến đây. Sở Chiếu Thiên nhíu mày, Đường Quốc. Người kia cười, quốc chủ dặn ta hỏi quý quốc một câu, có muốn phân chia Khương quốc hay không? Sở Chiếu Thiên cười gằn, các ngươi nói chia là chia được ư. Người áo đen chỉ cười, nếu học viện thương mộc của Đại Vân cũng ra tay thì sao? Những lời này khiến Sở Chiếu Thiên không khỏi nheo mắt lại. Người áo đen nói với nụ cười trên môi, tên Diệp Huyên kia quả thật có người chống lưng, tuy nhiên học viện thương mộc ở Đại Vân đã đồng ý sẽ giải quyết người đó. Chúng ta chỉ cần tiến quân thần tốc vào giết người Khương quốc là được. Đến lúc ấy, đại quân muốn giết Diệp Huyên cũng dễ như bóp nát một con kiến vậy. Sở Chiếu Thiên nhìn người đó, làm sao ta có thể tin ngươi? Người áo đen khẽ ngoắc ngón tay, một lệnh bài được khắc từ gỗ xuất hiện trước mặt Sở Chiếu Thiên. Trên mặt bắc có hai chữ Đại Vân, mặt chính là bốn chữ Học viện Thương Mộc. Lệnh bài Đại Vân Thương Mộc. Sở Chiếu Thiên vẫn lắc đầu, chỉ lệnh bài này vẫn chưa đủ. Đúng lúc ấy, một lão già khoác áo choàng trắng bỗng xuất hiện từ hư không ngay giữa đại điện khiến vô số người biến sắc. Người áo đen kính cẩn thi lễ với ông ta, tham kiến tiền bối. Lão già áo trắng này không ai khác chính là hộ pháp học viện thương mộc từng đến Khương quốc để tiêu diệt cô gái bí ẩn kia. Ông ta không phải là hộ pháp của học viện thương mộc ở Thanh Châu mà là của Tổng viện ở Trung Thổ Thần Châu, là cường giả đứng trên vạn pháp cảnh đỉnh cao. Lão già áo trắng thản nhiên nhìn Sở Chiếu Thiên, người đứng sau Diệp Huyên, chúng ta sẽ đối phó. Nếu Sở quốc ngươi cùng Đường quốc công phá Khương quốc, tiêu diệt Diệp Huyên, học viện thương mộc ta ắt trọng thưởng. Đại điện im lặng một hồi lâu, sau đó là giọng nói quả quyết của Sở Chiếu Thiên, làm. Lão già gật đầu rồi biến mất. Biên giới Đại Vân, học viện thương mộc, trước điện Hạo Nhiên. Lão già áo trắng lặng lặng nhìn thanh kiếm làm từ lá cây cắm trên điện. Sau lưng lão, viện trưởng Mộ Thanh Huyền lên tiếng sau một hồi do dự, chuyện này quá mạo hiểm, chi bằng thu tay. Lão già lắc đầu, không thể. Viện trưởng Thương Lan đã bỏ mình, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lấy thiên phú của hắn, e rằng sau này lại có một vị kiếm tiên. Xin lỗi ư, học viện thương mộc ta thà chết đứng chứ không sống quỷ. Nếu nàng ta không cho phép ỷ lớn hiếp nhỏ thì chúng ta dùng cách khác. Mộ Thanh Huyền khẽ thở dài, ta sẽ đến đế quốc Đại Vân cầu kiến vị Kháo Sơn Vương kia một chuyến. Đã làm thì phải làm cho đến cùng. Lão già áo trắng gật đầu, làm đến cùng. Một ngày sau, 60.000 thiết kỵ giáp bạc từ Sở quốc bất chợt tung vó về phía Bắc. 120.000 bộ binh vác trường mâu ở Vinh quốc khẩn cấp tập hợp. Cùng lúc ấy, bên ngoài lưỡng giới thành, 100.000 kỵ binh giáp đen cuồn cuộn xông đến. Trong Hoàng cung Ninh quốc, Thác Bạt Ngạn ngắm nghía lệnh bài Đại Vân Thương Mộc trong tay với vẻ mặt vô cảm. Một gã khoác áo choàng đen đứng cách đó không xa. Không biết qua bao lâu sau, quốc chủ Ninh quốc chợt vung tay đập bể lệnh bài, Ninh quốc ta tuyệt đối không làm tay sai cho kẻ khác. Chương 245, để ta đi. Thác Bạt Ngạn vừa dứt lời, có chừng hơn 10 tên thị vệ thân mặc áo giáp nặng, đầu đội mặt nạ quỷ xuất hiện ở trong đại điện. Trên tay mười mấy người này cầm kiếm bản rộng, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, ngột ngạt. Người áo đen trước mặt Thác Bạt Ngạn khoanh hai tay trước ngực, bình thản nói, Thác Bạt quốc chủ đã nghĩ thông chưa? Thác Bạt Ngạn tựa lưng vào ghế rồng, bình tĩnh đáp cút. Người áo đen gật đầu, tự gánh vác hậu quả nhé. Nói xong, y xoay người biến mất khỏi đây. Lúc này, một ông lão và bà lão xuất hiện ở sau lưng Thác Bạt Ngạn. Ông lão trầm giọng nói, bệ hạ làm vậy là đã đắc tội với học viện thương mộc đế quốc Đại Vân rồi. Thác Bạt Ngạn bình tĩnh đáp, nếu như ta làm theo lời bọn chúng, xuất binh đánh Khương quốc, vậy là ta đưa binh sĩ và bách tính nước mình vào đâu chứ? Tính mạng học viện thương mộc bọn chúng đáng tiền, mạng binh sĩ của chúng ta thì không đáng sao. Muốn binh sĩ nước ta đi bán mạng cho bọn chúng ấy hả? Nằm mơ giữa ban ngày. Ông lão cười khổ, sợ rằng bọn chúng sẽ không từ bỏ ý định đâu. Thác Bạt Ngạn từ từ nhắm hai mắt lại, liên hệ với lão quốc chủ, cần có người ra mặt dọa mấy tên già mà không cần thể diện như vậy. Thác Bạt phu. Sắc mặt ông lão thay đổi, gật đầu, vâng. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Thác Bạt phu, nhân vật truyền kỳ của Ninh quốc. Bà lão đi tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, trầm giọng nói, bệ hạ, nội bộ đế quốc Đại Vân mục nát,
Kháo Sơn Vương một tay che trời, lão thân cảm thấy khu vực Thanh Châu không còn thái bình được bao lâu nữa, xin bệ hạ hãy sớm tính toán trước. Thác Bạt Ngàn gật đầu, nước ta đang tiến hành chuẩn bị rồi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Nói xong, nàng ta đứng lên, sau đó đi tới cửa đại điện, nhìn lên trên trời, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, những thế lực bên ngoài nhúng tay vào tranh đấu trong thế tục, trong mắt bọn họ, tính mạng của bách tính bình thường chẳng khác gì sâu kiến cả. Bà lão cúi đầu xuống, giữ im lặng. Một lúc sau, Thác Bạt Ngàn đột nhiên nói, lúc nào cũng phải chú ý tới tình hình Khương Quốc. Bà lão gật đầu, quay người rời đi. Khương Quốc. Ba nước đột nhiên tấn công khiến toàn bộ Khương Quốc lập tức sôi trào. Ba nước tấn công. Chỉ trong nháy mắt, gần như bốn phía Khương Quốc đều là kẻ địch. Nói không hốt hoàng thì chắc chắn là giả. Lúc này trong hoàng cung Khương Quốc, đại điện đã nổ tung rồi. Các đại thần mỗi người một câu khiến đại điện còn náo nhiệt hơn cả một khu chợ nữa. Trên ghế rồng, mặt Khương Nguyên không chút cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết bao lâu sau, đại điện đột nhiên yên tĩnh, sau đó một ông lão đứng dậy, khẽ khom người hành lễ với Khương Nguyên, bệ hạ, lần này các nước đột nhiên tấn công hiển nhiên không chỉ đơn thuần là nhắm vào Khương Quốc ta. Khương Nguyên nhìn ông lão kia, ý của Lý Ái Khanh có phải là chúng ta bắt Diệp Quốc Sĩ lại, sau đó đưa hắn cho Sở Quốc để bồi tội hay không? Ông lão do dự vài giây, sau đó đáp, bệ hạ, hãy lấy quốc gia làm trọng, người làm nhẹ. Khương Nguyên bình thản nói, lấy việc lớn quốc gia làm trọng, nhưng nếu như không có người thì nào còn là nước. Còn nữa, Diệp Huyên chính là quốc sĩ của Khương Quốc ta, nếu như chúng ta đưa hắn tới Sở Quốc để bồi tội thì đó chính là nỗi nhục của đất nước, là đánh mất chủ quyền. Nói xong, ông ta quan sát xung quanh, có ai có ý kiến nào khác hay không? Lúc này có một ông lão tóc bạc đột nhiên đứng dậy, dáng người ông ta vô cùng cao lớn, cho dù mái tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt sáng ngời, có thần, sắc bén vô cùng. Người này chính là Lâm Nguyên Soái Lâm Khiếu đã từng nổi tiếng nhất Khương Quốc, Khương Cửu do chính tay ông ta dạy thành tài. Lâm Khiếu lạnh lùng nói, lão phu không biết những chuyện gì khác. Lão phu chỉ biết rằng cậu nhóc Diệp Huyên từng dám một mình ngăn cản 3.000 kỵ binh giáp đen của Đường Quốc ở Lưỡng Giới Thành, nếu như Khương Quốc chúng ta hy sinh một người yêu nước như vậy để đánh đổi lấy hòa bình vậy thử hỏi tương lai còn ai yêu Khương Quốc ta nữa? Còn ai dám chiến đấu vì Khương Quốc nữa? Nói xong ông ta vung tay lên, lão phu chỉ có một câu thôi, nếu bọn chúng muốn đánh, vậy thì đánh đi. Đánh. Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng. Vì trước mặt lên tiếng thì không có bất kỳ ai dám phản đối cả, cho dù là Khương Nguyên cũng phải khách khí với ông ta, phải biết ngay cả Khương Nguyên cũng đã từng bị ông ta trách mắng. Lâm Khiếu và Khương Việt Thiên là huynh đệ sống chết với nhau. Trên ghế rồng, Khương Nguyên im lặng một hồi mới nói, nếu như đánh thì có bao nhiêu binh lực dùng được. Lâm Khiếu trầm tư một lúc, sau đó nói, binh lực nước ta chừng 250.000, trong đó 50.000 không thể điều động. 50.000 binh lính này nhất định phải giữ lại để ổn định tình hình trong nước. Khi quốc gia gặp nạn, chắc chắn có quân yêu nghiệt bán nước ra quấy phá. 200.000 quân còn lại có thể để một nửa ở Lưỡng Giới Thành, lão phu sẽ tự mình dẫn theo 100.000 tướng sĩ còn lại nghênh chiến với Sở Quốc, Việt Quốc. Khương Nguyên lắc đầu, không đủ. Sở Quốc và Việt Quốc gộp lại ít nhất cũng có 200.000 binh lực, 100.000 kém 200.000 khá nhiều. Lâm Khiếu trầm tư, không sao. Sở Quốc cách chúng ta khá xa, bọn chúng lặn lội đường xa, lực chiến chắc chắn sẽ suy giảm đi nhiều. Giờ xét tới Việt Quốc, bộ binh của Việt Quốc quả thực không hề tầm thường, nhưng binh sĩ Khương Quốc ta cũng rất mạnh mẽ. Ninh Quốc thì sao? Đúng lúc này, có người đứng ra chất vấn, Lâm Nguyên Soái, nếu như Ninh Quốc đột nhiên tấn công thì phải làm như nào? Ninh Quốc! Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Quốc gia mạnh mẽ nhất trong khu vực quanh đây vẫn chưa hề tỏ thái độ. Nếu như Ninh Quốc cũng tấn công Khương Quốc, vậy chuyện đó chính là tai họa ngập đầu đối với Khương Quốc. Đừng nói là liên hợp với nhau, cho dù chỉ mình Ninh Quốc tấn công thì Khương Quốc cũng khó lòng ngăn cản. Trong đại điện, sau khi im lặng hồi lâu, Khương Nguyên đột nhiên nói ta sẽ cho người tới Ninh Quốc. Để ta đi. Đúng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên từ cách đó không xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.